em hết lòng dám mi sẵn khi tăng lần thứ ba bà na ti ba tham Quệ Ramani Sikha Padang Samadhiya Ami. Con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Kame Sumi Cha Cha Ra. Quệ Ramani Sikha Padang Samadhiya Ami. Con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự tà hạnh. Mô sa qua đa quê ra ma ni sĩ khả ba đăng sa ma đi gia mi. Con xin vân giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Sura me ra ya ma cha pa ma da tha na. Vệ Ramani Sikha Padang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui, uống rượu và các chất say. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới. Các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới. Các chúng sanh giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ. Chúng con xin thọ trì giới lực cho được trong sạch trọn đời con. Nam mô Bụt Tha Giá. Con xin sám hối. Dạ con mãi nhìn chư tăng vào đạo tràng, con chưa có sám hối. Dạ con xin sám hối ạ. Uttamang ghe na vanh đê hăng ba đà phẳng xung và ruột tàm ăn buộc thể vô khả lì tổ đô sơ buộc thô khả mà tù tăng mà măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần để chân Đức Phật là đấng chi tôn chỉ thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xa tội lỗi ấy cho con. Uất tam ăn ghê na quanh đê hăng thẩm anh cho được vị thân và răng thẩm mê vô kha li tô đổ sâu thẩm mô kha ma tu tăng mà măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xa tội lỗi ấy cho con. Uất tam ăn ghê na quanh đê hăng sẵn khanh cha đường vi thô tam ăn sẵn khê vô kha li tô đổ sâu sẵn khô kha ma tu tăng mà măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bào là phạm tăng và thảnh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bào, cúi xin tăng bảo xa tội lỗi ấy cho con. Phước lành con đã tạo ra các đời quá khứ hay là đời nay, nghiệp chưa cho quả phước nào, viện thành pháp độ để vào thiện căn. Sau này dù tạo mấy lần, từ đây cho đến siêu thăng niết bàn, hãy làm chuyện tốt sẵn sàng, mọi điều hạnh phúc thành đoàn nhân duyên. Giúp cho phiền não sớm yên mà trở màu giải thoát cây liền kiếp sau. Nếu trễ chẳng gặp Phật nào, nhầm kỳ độc giác làm sao cũng thành. Nguyện cầu tam bảo từ hằng độ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh. Nguyện thảy chúng sanh khởi oan kết, nguyện cho nhân loại ráng tu hành. Nguyện dình tam học gia định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh,
nguyện dạy căn nhân sanh tử khổ, nguyện diệt tâm tham hao lợi danh, nguyện tu tinh tấn không dại đại, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Dạ đề quá ta san ti vi ha ra qua si ni thụ bề kha rê bơ thi kha rê ta hình ta hình ta tham ma đa nê na pha quan tu vô chi ta so tình ca đơn tê tha vi ha ra man đa rê thệ ra ca ma cha na qua ca cha phi kha vô sa ra ni ca đa na ba tê u ba sa ca gamma cha đề sa ni gamma cha ik sa ra sa ba na phu ta su khi ta pha quan tu tê cha ra bu cha ye bi cha an đa sam pha qua san se ra cha ta a tha vô pha ba ti ca nêu ya ni căn tham ma qua răng ba tích cha tê sa bê bi du kha sa ka ron tu sang kha yang tha tu chi răng sa tăng tham mơ tham ma ta ra cha phục ga sang go ho tu samak go wa tha ya cha he ta ya cha am hai ra khat da khat tu sa tham mo sa be bi tham ma cha di no vực tên sam ba bu này ya ma tham ma di ya ba bu ai di te ngưỡng cầu các đấng chư thiên trong vòng tịnh xá ngự yên hằng ngày ngự nơi đền tháp xưa nay những nơi biệt thật nơi cây bồ đề chúng con xin hồi hộp về sẽ dùng pháp thi tiền bề cúng dâng rồi xin hầu độ chư tăng cửa tự ẩn não cước hằng hạ xa tỷ khu chẳng luận trẻ già cao hạ trung hạ hoặc là mới tu thiền nam tinh nữ công phu đều là thi chủ đồng phù trợ nhân những người trong khắp thôn lân kiều cư châu quận được phần an khương chúng sanh buông lõi không lường nọn thai thấp hoa khi nương pháp lành giải thoát pháp bảo nên hành đặng mà giúp khổ truyền quanh đỏ đài cầu cho hưng thạnh lâu dài pháp thiện tri thức các ngài mở mang bận tu sinh được bình an cầu cho tăng chung các hàng hòa nhau đại thêm phẩm hạnh thanh cao những quả lợi ích kết bao kịp thì cầu xin pháp bảo hộ trì cho người tu đã quy y Phật rồi xin cho cả thầy chúng con tân hóa trong pháp Phật soi giáo truyền. Nam mô Bụt Tha Giá, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức Quang Lâm vào đạo tràng chứng minh cho chúng con được thọ trì vi giới. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài Liễu Tông cùng chư tôn đức đã Quang Lâm vào đạo tràng chứng minh cho chúng con được thọ trì vi giới. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng đã cùng giới Nhật Quỳnh lễ bái tam bảo và thọ trì vi giới do phước mà chúng con đã trong sạch tạo được ra, kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là chư thiên hộ trì chánh pháp. Cầu mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Gotama tròn đủ 5.000 năm. Chúng con cũng kính dâng quả phước này đến với chư tôn đức. Nhật Quỳnh xin chia phước này đến đạo tràng pháp hội. Mong rằng phước này trợ duyên quý ngài quý vị an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, con thành kính đảnh lễ ngài Liễu Tông cùng chư tôn đức chư Quang Lâm vào đạo tràng. Trần Đạo Từ Mẫn ơi, quý vị có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Nãy giờ Nhật Quỳnh từ đầu giờ tới giờ là cứ cầm mic suốt luôn, không biết ra đạo tràng có nghe được không à? Trần Đạo có nghe được không? Trần và dạ, kính chào Phật Pháp, kính chào Xích Kim, kính chào Đa Sana, kính chào Nguyên Trần, mến chào Xích Trần Đạo, mến chào Xích Từ Mẫn. Dạ, cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Kính chào Tham Má Sắp Tý và kính chào La Phi Đê và kính chào Bé Châu. Và một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức Nhật Quỳnh, kính chào đạo tràng và chào Sư Phá Nachita.
Trần Đạo nghe được âm thanh của Nhược Quỳnh. Nhược Quỳnh kính mời bàn tay Trần Đạo cung thỉnh Pháp Sư trước khi chúng ta được Ngài Điệu Tông trả lời những câu hỏi trong đạo tràng. Dạ, cảm ơn Trần Đạo rất là nhiều. Dạ, kính mời Trần Đạo nghe. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con kính đảnh lễ là Liễu Tông, kính lễ quý bà, quý cô, tu nữ, kính chào quý anh chị trong đạo tràng. Con xin đại diện đạo tràng để thỉnh Pháp Sư ạ. Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Ramma chaloka dipati sahang bati kang kat katang chali angthi warang aya chatha santi tha sattapara chap khajatika disetu thammang anukam bimang pacang sattamma berin vinayang cakayang suttang capangdang apitham macamang Ako tayang to satusak cha dang dang babo thaneye barisa yamanche. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng dị hơi. Biết lòng mở đạo dạy đời, nhắm giường lọc dạ ngày dời chơn sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thỉnh dự pháp từ, đó là nhóm Kiều Trần Như. Được nếm hương vị hữu dư niết bàn, rồi từ đó mở mang giáo pháp. 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm, cả tam giới thừa ân phổ cập. Đám mưa lành rưới khắp thế gian, bởi nhân cơ tích rõ ràng. Thịnh ngài thuyết pháp nôi đàn từ bi, sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Dạ con đã thỉnh Pháp Sư xong ạ. Dạ xin gửi mic lại cho chị Nhật Quỳnh. Dạ sa thú đành thay kính cảm ơn Sư Trần Đạo đã thay mặt đạo tràng cung thỉnh Pháp Sư. Bây giờ thì Nhật Quỳnh thỉnh ngài xong rồi, nếu được thì Trần Đạo có thể làm thị giả cho ngài nha. Dạ Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ bây giờ đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh. Con xin thay mặt đạo tràng dạ đúng rồi ạ giờ là hỏi ạ con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ ngài Tâm từ bi thử bích tập tha giá dạ. Quá tô và ra hạ tô sấm ma sấm bồ tát sa nam mô tát sa phaga quá tô và ra hạ tô sấm ma sấm bồ tát sa nam mô tát sa phaga quá tô và ra hạ tô sấm ma sấm bồ tát sa nam mô bồ tát gia kinh bạch chư tôn hiện giả kính thưa chư thần sinh nam kỳ nữ trong đạo tràng hy vọng quý vị nghe tiếng chúng tôi rõ nam mô bồ tát gia. Dạ kính mời anh chị trong đạo tràng có thắc mắc kia có câu hỏi thì đặt câu hỏi với ngài Liễu Tông ạ. Dạ anh chị có nghe rõ không ạ? Dạ xin mời quý anh chị trong đạo tràng có thắc mắc gì thì giơ tay trực tiếp hỏi ngài hay là dạ kính mời thôi kệ ạ. Dạ, con kính lễ đạo tràng, con kính lễ sư. Dạ, con kính chào toàn thể quý anh chị. Con có câu hỏi đầu tiên và con cảm ơn quý vị cho tín hiệu. Bạch sư, con xin phép gửi đến sư một câu hỏi này. Là
Mới hôm qua đây có một vị đọc bộ kinh, một vài bài kinh ở trong Nikaya đó thưa sư. Thì toàn là những lời của Đức Phật dạy chư tỳ kheo. Như vậy thưa sư, ở trong bộ Đại Tạng Kinh đó, dạ, thì chỉ dạy cho chư tỳ kheo thôi, có dạy gì cho Phật tử, cư sĩ phải không thưa sư? Dạ, con kính thỉnh sư khai thị dùng chỗ này, mô Phật kính dâng bích cho sư ạ. Nam mô Bụt Thầy và kính bạch chư tôn hiền và kính thưa chư quý vị. Thật sự ra đó, khi mà nói này chư tỳ kheo đó, tức là những cái điều đó dạy được chỉ cho hàng tư chúng, chứ không phải chỉ riêng một mình mấy ông sư. Đó là cách nói thông thường của người đời, cũng giống như khi Đức Phật dùng, Ngài cũng mượn một số cái điều ở đời dùng để người dùng cho dễ hiểu. Ví dụ như bây giờ cô thôi kể là có 4 đứa con. Đứa đầu tiên tên Tèo. Thì khi mà họ nhắc là mẹ ăn Tèo, chứ không nhắc mẹ ăn Tèo rồi ăn tí, ăn chuột, ăn chi gì cho cả 4 không có. Ngoài trừ, tuy nhiên trong tận luật ngoại trừ một số điều đặc biệt dành cho chư tỳ kheo thì cái đó chỉ nói riêng cho chư tỳ kheo. Còn đa số thì những cái bài phần đông là bài pháp đó, pháp Đức Phật thuyết đó, chào là ngài nói chư tỳ kheo, nhưng cái đó mà có nghĩa là cả hàng tỳ chúng, mà ngài chỉ nói cái anh chàng lớn nhất để đại diện cho cái hàng tỳ chúng mà thôi. Nam mô Bụt Thầy giác. Dạ con kính tri ân sư, xin phép ốp cho em lên để tri ân sư luôn được không ốp. Và con cũng có một cái chút gửi lên sư để sư khai thị cho con rõ thêm. Con được biết sư mới nói là cho hàng tứ chúng, tức là cho hàng tỳ kheo tăng, cho hàng tỳ kheo ni, và cũng cho cận sự nam, cận sự nữ đồng học. Nhưng trong cái cảnh mà mới đây có một cái hiện tượng là một vị cư sĩ đó thưa sư, đọc cái bài kinh Thối Nát 126 của Trung Bộ Kinh, thì một vị tỳ kheo cầm lên là bài kinh đó, nếu người cư sĩ đó nói thì vị tỳ kheo đó cho là thâm độc, ác ý. Bài kinh Thối Nát đó như vậy có phải dạy riêng không? Tại vì sư nói là không phải dạy riêng cho chư tỳ kheo là tu sĩ mà thôi, dạy chung tứ chúng. Vậy cái vị cư sĩ đó đọc cái bài kinh đó với cái nội dung là chia sẻ cho mọi người cùng biết, nhưng mà một vị tỳ kheo thì lại cho rằng là có ác ý. Kính xin sư khai thị điều này, vị đó có làm tốt hay không? Dạ con kính thỉnh sư ạ. Nam mô Bụt Thầy và kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Như chúng tôi nói là nói chung chàng tứ chúng, nhưng cũng có thể có một số cái điều khác biệt mà nó ngoại lệ, thì cái đó chúng ta muốn biết thì chúng ta phải coi trong cái chú giải và giải thích cái đó như thế nào. Chứ nhiều khi á, Đức Phật nói nhưng mà không phải ai nghe cũng hiểu, có thể hiểu lầm cũng chừng. Chứ nhiều khi Đức Phật nói gì danh sắc ngũ quẩn này kia ông sùm đó, thì có những vị tỳ kheo nghe rồi xong rồi tự cắt cổ, mình vẫn nhờ người ta cắt cổ để tự tránh cái thằng ngũ quẩn này, hay là tránh những cái gì đó ha, hoặc những cái chuyện khác như vậy, có thể hiểu lầm. Thành ra những cái hiểu lầm đó xảy ra bất cứ lúc nào, nhưng mà chúng ta muốn biết những cái điều như vậy thì chúng ta phải coi trong cứu giải mới được. Chứ còn nếu không coi trong cứu giải thì nếu mà mình chưa chắc nắm những vấn đề mình có thể mình nói thì cái đó nó không có hợp. Thành ra mình nhớ khi Đức Phật dạy là luôn luôn dạy nói chung rằng tí chúng chẳng cho riêng ai, nhưng cũng có thể có một số điều ngài nhấn mạnh thì cái đó chỉ riêng cho cái ai đó. Nếu cái người đó ngồi trước mặt ngài thì có thể những cái lỗi lầm hay những cái gì đó thì có thể dạy ở trong dành cho người đó phần đông, nhưng mà thật sự ra là cái gì cũng là đức này chưa tỳ kheo là hàng tí chúng hết á. Còn thường thường có những cái câu mà Đức Phật không có nói mà ngài nói chung chung á,
Thì đấy, còn nếu mà Ngài nói mà Ngài có liệt kê đấy, thí dụ như cậu quá giá thầm ma sẵn khả ra bà ma đê ná phê khơ vê sẵn ba đê thạ, lúc đó Ngài hãy cho cái lời dạy cho cái nhóm tỳ kheo đang nghe Ngài. Nhưng mà nếu Ngài không nói gì hết thì có thể là cái nhóm đang nghe là người đời không chừng, hoặc cả chung. Ví dụ Ngài nói là quá giá thầm ma sẵn khả ra bà ma đê ná sẵn ba đê thạ thì có thể mình hiểu chung, nói chung hết tất cả. Nhưng mà nếu ngày đây một người hai người nào đó thì có thêm chữ phích khởi về là quá giá thầm ma sang khởi ra ập mà đề ná phích khởi về sống ba đề thả là như vậy. Nam mô Bụt Thầy á. Alo, dạ. Dạ, kính tri ân sư ạ. Dạ, con thấy câu hỏi của La Vi, con kính đọc câu hỏi của La Vi. Thưa sư, thời Phật còn tại thế, có chuyện các tỳ kheo làm lễ cầu siêu, cầu an cho người đã mất không thưa sư? Nếu có thì hình thức và nội dung như thế nào thưa sư? Dạ, con kính gửi mic lại cho sư ạ. Nam mô Bụt Thầy, dạ kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Thời Đức Phật cả chúng tôi học thì không thấy trong kinh điển nào có nói cầu an cầu siêu của Đức. Tuy nhiên một vài bài kinh mà Đức Phật nói về chúng ta nghĩ rằng cái điển này không có. Ngài nói khi cái người làm ác rồi đó thì cũng giống như cái mình quăng một cái cục đá xuống nước thì cả hàng xóm, cả xóm nó xúm nhau tụng đoạn đá vẫn chìm, không thể nổi được. Và ngược lại chúng ta quăng một bịch bông gòn xuống nước rồi chúng nhau tụng để cho cái bịch bông gòn nó chìm thì cũng không thể được. Tuy nhiên có những cái điều sau này mình làm không có giống như lời Phật dạy. Ngày xưa khi có duyên sự gì người ta lại người ta mời thỉnh ông sư hay bà sư đó đi quán về bất mỹ, quán về bất tịnh hay quán về những cái điều mà mình gọi là cái xác chết bây giờ đó, là cái điều nó không có an lành. Chỉ mời đi quán này thôi, chứ không thể mời để đi làm đám tang, đám ma, đám cưới, cái đó không có được. Nhưng bây giờ chúng ta nói theo đời, chúng ta nói như vậy. Nói là sư đi đám tang, tụng con kinh cầu an cầu siêu, cái đó thì không có. Cái thứ nhất, cái thứ hai đó, quý vị nhìn lại cái thời bây giờ đó, nghe Ấn Độ vậy. Một người chết nếu có tiền thì họ mua nhiều giải, nhiều dầu, họ đốt nhiều. Còn ít thì họ đấu ít rồi họ kéo họ quăng xuống sông chứ không có cái vụ mà cầu cái gì hết á. Nhưng mà Đức Phật có nói là cái người đã quá giảng đó, thì cái người còn sống đó nên làm phước để hồi phước báo cho tới người đó. Quý vị nào không biết rõ ràng như thế nào thì coi trong bài kinh Tích Thiện Vô Bình Sa Vương đó. Thiện Vô Bình Sa Vương khi mà thân nhân mà hồi thời xa xôi nào đó đó xài của tăng đó rồi sinh làm ngạ quỷ, mà sinh làm ngạ quỷ cái tuổi thọ nó không có ngắn đâu thưa quý vị. Cái thân nhân của Vua Bình Sa Vương mà lại làm ngạ quỷ là 91 kiếp trái đất qua 7 đời vị Phật khác nhau cho tới thời này đó. Thầy Đức Phật kêu nói ông Bình Sa Vương để làm phước cho những người đó. Quý vị đọc trong bài kinh làm phước như thế nào thì trong bài Tỳ Lô Cô Tha đó. Thành ra khi làm phước rồi đó là phải hồi hướng phước báo, hồi hướng liền lúc đó, sau vừa xong cái đó là hồi hướng liền chứ không có chờ. Không phải sáng mình làm mà chiều mình chờ. Tại sao chúng tôi nói vậy? Bởi vì quý vị coi trong cái chuyện mà Tích Thiện Vô Bình Sa Vương, quý vị sẽ thấy cái này rất rõ ràng. Vô Bình Sa Vương tối đêm đó vẫn nằm mộng thấy cái đó nhóm ngài quỷ đói về trên rỉ như thường. Thì ông đó, ông vua ông vô ông trình Đức Phật và ngày mai trở đây làm phước. Chứ ngài không có nói ngồi xuống đây ta dạy cho hồi hướng phước báo, không có. Rồi ngày mai khi làm phước Đức Phật mới dạy câu lại đằng ngồi nhà thì năng ngổ tụ sư cái thảo tụ nhà tại vô đó. Quý vị coi trong cái Tích Chuyện và Sư thấy rõ ràng. Thành ra cái lễ cầu an cầu siêu là người sau này bại ra mà phần đông là theo Tàu, theo chết được. Thì mới có cái này. Chứ còn mấy nước khác thường thường là không có. Thí dụ ở Tây Tạng
chết là nó lôi ra, nó quăng ra cái đồi, đồi là nó cho người nào rảnh tới bầm ra để cho chim ăn mà thôi, chứ không có cái vụ mà coi ngày giờ phong thủy để cho ngày tốt ngày xấu như thế nào không, nào. Đó. Còn hoặc là ở những cái nước mà nó gọi là quả tán thì ngay cả ở Miền Điện chúng tôi ngày xưa ở đâu vậy, chết xong là cái báo bánh sáng, mà nếu bánh sáng vô nó không có cái gì mà nghi ngờ hết là đem đốt liền, chứ nó không có chờ hai ba ngày giống như bây giờ, phải chờ ngày tốt ngày gì. Mình mở mắt chào đời, mình không lựa được ngày tốt thì đừng hy vọng, mà mình cái ngày mà chết rồi mình đi thiêu phải có ngày tốt, cái đó Đức Phật không có dạy. Đó, điệu tán quả tán gì không vậy, nó chỉ có theo tạo, hay là điệu tán là phải làm sùm ba bốn chuyện vậy thôi. Thành ra quý vị coi trong cái bài kinh mà thi ca lao Việt đó, quý vị thấy Đức Phật có dạy khi người quá giảng đi rồi thì mình nên làm phước đồ phước báo cho người đó, nếu ở trong cái trường hợp mà có thể nhận được thì người đó nhận được, còn không nhận được thì cái phần đời của mình. Nhưng mà cái tốt nhất là mình nên làm phước khi mình còn tại thế mà, chứ đừng để khi mình chết rồi người ta làm phước thọ hướng cho mình. Cái chuyện mình nhận được nó rất là nhiều khê và rất là khó khăn chứ không phải nó dễ. Đó. Bây giờ mình làm phước để dành, lúc đó mình có cần mình lấy ra mình xài. Cái đó là cái tốt nhất. Nam mô Bụt Thầy á. Dạ, thấy La Vi đã kính tri ân sư ạ. Dạ, xin mời chị thôi kể ạ. Dạ, xin cảm ơn chị Trần Đạo. Con kính lễ sư một lần nữa. Dạ, con cũng xin phép gửi lên sư một câu hỏi. Nữa là, thưa sư, chuyện nhân quả của một chúng sanh. Thì nó có lúc mà thí dụ như điển hình con đi, là con mới được gặp giáo pháp đây, giáo pháp Nguyên Thủy đây. Vậy thì cái nhân duyên mà để hiểu ra rằng là tại sao mình gặp giáo pháp muộn, thưa sư, vậy nó cũng có trong nhân quả phải không, thưa sư? Dạ, con kính thỉnh sư ạ. Nam mô Phật Thầy, kính bạch chư tôn hiền và già, kính chư thế vị, cầm ma quý ba cô, chín tới vô. Nghiệp quả thì bất khả tư nghị, bây giờ không biết phải chờ tới khi nào gặp Đức Phật Di Lai hỏi thử Ngài biết, Ngài chỉ cho. Chứ còn bây giờ chúng sanh ngoài trường bậc còn giác thì không ai có khả năng để làm chuyện đó cả. Đó. Bởi vì chúng ta đã gieo cái nghiệp ác hay nghiệp thiện từ bao nhiêu A Tăng kỳ kiếp rồi, chứ phải là mới một hai ngày đây. Thì cái chuyện mà ngày nay mình gặp được pháp, không biết cái nhân của cái A Tăng kỳ kiếp nào nó cho quả thì làm sao mình đoán được, không có khả năng. Hỏi cái câu đó là bảo đảm chúng tôi, người khác thì chúng tôi không biết, chứ chúng tôi thì không có khả năng để có thể trả lời những câu hỏi như vậy. Nam mô Phật Thầy á. Dạ, con thấy thôi kệ đã kính tri ân sư. Dạ, giờ con đọc câu hỏi của Xích Kim. Có bao nhiêu loại tường tự pháp? Kinh Ganaka Mok Galana thứ 107 trong Trung Bộ Kinh là kinh tường tự gì? Con cảm ơn sư. Dạ, con kính gửi mít đến sư ạ. Nam mô Bụt Thầy, gia kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Tường tự pháp trong kinh gọi là Anuppatthika-tha. Anuppatthika-tha nó có 4 năm chuyện để nói. Thứ nhất bố thí, thứ hai trì giới, thứ ba quả của bố thí, trì giới, thứ tư cái quả nó là quả vui đó, thứ tư là sự nguy hiểm của quả đó, và thứ năm là nếu khẩm má, tức là sức già, sức ly dục đó. Còn trong bài kinh này thì chúng tôi không có chưa đọc, hay là chúng tôi không có thể trả lời được cái đó là tuần thứ gì.
Nhưng mà nhiều người dịch trong cái chữ mà thâm ma nú thâm bá bà thì bà tỳ đó, thì cái đó là phải tùy theo. Cái đó thường thường cũng được dịch là tuần tự pháp, nhưng cái đó là phải tùy theo. Tùy theo cái đoạn văn phía trước đó, Đức Phật giảng cái gì, rồi mình có thể mình nói là cái đó là tuần tự pháp và tuần tự như thế nào. Ví dụ mình liệt kê cái thâm ma nú thâm ma bà thì bà tỳ của cái người đang ở trong cái tệ quán thứ tư thì phải nói tới 5, 6, 7, hay là trong cái bài kinh mà con đường 7 đoạn thì phải nói là đi từ đầu tới đuôi ha, chứ không thể nào mà mình dựa theo cái tiếng Việt của mình để mình có thể mình nói ra cái chuyện này chuyện nọ, thì cái chuyện đó có thể nó không chính xác. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, con xin kính chào sư. Con xin bổ túc thêm cái câu hỏi mà nãy sư con vừa hỏi mà sư giải thích. Tại học trong kinh Pháp Cú thì con thấy Đức Phật giảng từng tự pháp, thì con đọc trong kinh trong Trung Bộ Kinh thì kinh thứ 107 trong thì đó cái Bà La Môn ông Bà La Môn Ganaka Mogalana đó, thì Mogalana ổng có hỏi Đức Phật, thì Đức Phật có dạy cái tuần tự pháp nó có 6 cái step. Cái step thứ nhất là Đức Phật dạy ông này phải giữ gìn giới hạnh, sống phòng hộ với sự phòng hộ của giới bổn. Rồi cái step thứ hai đó là tỳ khu là phải hộ trì các giác quan, tức là khi mắt thấy, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, không nắm giữ tướng trung tướng riêng giống vậy. Cái tép thứ ba đó là tiết độ trong ăn uống, quán chiếu sự ăn uống. Cái tép thứ năm cái tép thứ tư là phải chú tâm tỉnh giác ban ngày cũng như ban đêm, gột sạch các pháp chướng ngại ra khỏi tâm ý. Cái pháp thứ năm là tỳ kheo phải được dạy luôn luôn chánh niệm tỉnh giác. Và cách thứ sáu là được huấn luyện ngồi thiền ở một nơi thanh vắng, kiết già lưng thẳng. Thì cái câu mở đầu thì Đức Phật dạy khi nào mà bắt đầu làm cái gì cũng phải theo từng tự, như là cái người huấn luyện ngựa, muốn huấn luyện ngựa là phải trước hết phải đeo cái đồ che con mắt nó, rồi tập nó đi, rồi mới tập cho nó những cái khác. Cũng như đối với một đứa con nít học trò mà đi học là phải học biết đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6 trước, rồi mới học từng tự sau, rồi mới làm những chuyện khác. Thì Đức Phật dạy ông Bà La Môn này như vậy. Rồi sau đó thì ông Bà La Môn này có hỏi thưa Thế Tôn, Gotama Thế Tôn gì đó, thì nếu mà theo được đúng như vậy đó thì tất cả các tỳ kheo mà được huấn luyện có phải đi đạt đến đạo quả nước bàn không? Thì Đức Phật trả lời rằng có người có tới, có người không có tới. Tại vì có giáo pháp này, có sự chỉ dẫn này, nhưng mà cái người đó không có theo đúng, mà tùy ý theo họ nghĩ theo ý khác, họ làm theo ý của họ, thì cái số đó không có tới nơi được. Thì ta không có làm gì được hết, tại vì ta chỉ là một vị đạo sư mà thôi. Dạ, cái đó là kinh giống như vậy đó. Lúc mà con nói vậy thì sư nói thì cái tuần tự pháp này của con khác cái tuần tự pháp mà nãy sư vừa mới nói đó. Thì con muốn biết rằng Đức Phật giảng có bao nhiêu loại tuần tự pháp, con không biết, con xin sư chỉ dạy cho con. Dạ, con xin cảm ơn ạ. Dạ, con xin trả mic lại cho sư. Nam mô Bụt Thầy giá, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư vị, chúng tôi trả lời rồi, khi nghe đó nghe cho kỹ, cần hỏi mà không nghe kỹ không được. Chúng tôi nói là tùy theo cái loại pháp hành mà cái chúng sanh đó nghe như thế nào thì mình mới biết được cái loại anu, cái loại được gọi là tuần tự pháp mà theo nghĩa là thâm ma nú thâm má bà tì bạch tì. Còn loại tuần tự pháp mà Đức Phật dạy rất rõ ràng cho ngài Giá Xà rồi đó, thì nói năm chuyện giống như cái đó gọi là anu và phi ra đã. Tất cả các pháp Đức Phật giảng cho một người này không giống một người kia, một người kia không giống một người nọ,
thành ra cái đó là từ xưa nó, tôi nói là tùy cái người nghe cái ba mật như thế nào thì cái tuần tự pháp đó như thế nào, chứ không phải mình đọc một bài kinh là mình nói tất cả các tuần tự pháp hay có bao nhiêu tuần tự pháp. Đức Phật, thời Đức Phật đó có cả hàng tỷ cái người đắc đạo quả, tức là có hàng tỷ cái tuần tự pháp như vậy đó, chứ không phải lúc nào cũng như người nào ba la mật làm sao giống nhau được, mỗi người nghe đã đắc một kiểu khác nhau. Nam mô Bích Thầy giá. Dạ con thấy Xích Kim đã xa thúc kính tri ân sư ạ. Dạ kính mời với anh chị trong đạo tràng có thắc mắc gì thì giơ tay trực tiếp hỏi ngài hay là test chat trên màn hình, trần đạo sẽ đọc những câu hỏi thắc mắc ạ. Dạ kính mời quý anh chị. Dạ thấy không có anh chị nào có câu hỏi, con xin có câu hỏi với ngài. Dạ bạch ngài, thí dụ mà người thân trong gia đình mình mất lâu quá rồi bạch ngài, nhưng mà mình cũng như là chỗ mình ở không có cái chùa nguyên thủy đó ngài, thì thí dụ mình muốn làm lễ giống như là đến chùa để mà hồi xưa thì ở đây con có chùa Miên, mà con mỗi năm thì con hay đến chùa Miên để làm lễ trai tăng cho vị sư đó đọc kinh đặng mà hồi hướng cho thân nhân đã quá giảng. Nhưng mà bây giờ cái chùa không có còn nữa, đóng cửa rồi, thành ra bây giờ nếu mà con không có thì giờ con muốn làm dỗ cho người thân con như thế nào bạch ngài? Dạ con kính gửi mến đến ngài. Nam mô Thầy gia kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị, chùa Viên không có thì chùa Lò, chùa Thái, chùa Ông Điện, bây giờ chùa không thiếu chán gì chứ đâu có ấy gì đâu. Nhưng mà xin thưa với quý vị, nếu quý vị làm cái phước nào mà có thể có đủ năng lực để hưởng phước báo cho người đã quá vãng đó, người đó tối thiểu phải tám giới, chứ còn dưới đó thì thường thường cái phước nó có đều ít lắm. Có ăn ít nên sợ, tại vì chúng tôi nói tám giới chúng tôi nói là chúng tôi vừa dòng cái chuyện tiền thân mà chúng tôi không nhớ tên, tiền thân mà Bồ Tát hồi đó đi trong cái ghe, mà ghe chìm mà ta tập vô cái hòn đảo thì thấy có một cái lâu đài đẹp lắm, nhưng mà không có người. Khi mà không có người như vậy đó nhưng mà khi lên tiếng thì con có tiếng trả lời, thì Bồ Tát mà hỏi duyên sự như thế nào thì họ cái gì đó, đó cái gì đó là hình như là nửa tu la nửa chư thiên thì vậy, tức là làm ác cũng có làm thiện cũng có đó, gọi là gì đó quê Manica Pret. Thì cái gì đó mới nói cho tôi cái lâu đài này của tôi, nhưng mà tôi hiện ra không được, bây giờ tôi không có quần áo gì mặc, đại khái là kiếp trước tôi hay cho ăn trộm gì đó, được đại khái đó. Thì hỏi về làm thế nào để được có quần áo thì nó phải có người nào đem dân cúng đồ tới cái gì mà có tám giới rồi hồi hướng rồi thì tôi mới nhận được. Thì Bồ Tát hỏi trong cái ghe đó thì không có ai có đủ cái giới đó chị. Thì ngài nhớ lại trước khi ngài xuống ghe, ngài có Bồ Tát có thọ tám giới, rồi cái mới đem đồ dân cho ngài là ngài hỏi phước báo gì đó, thì gì đó hiện ra có quần áo đầy đủ. Thành ra khi mình làm ở cái nơi mình không có chư tăng, không có ấy, rồi kêu sùm nó mình tìm những cái người nào mà người ta giữ tám giới, hay là người ta có dịp ta đi chùa ta thọ bát quan là này kiếm dụng làm phước cũng được, cũng có khả năng đấy. Nhưng mà cái vấn đề đó mà mình làm nó thật sự còn tới cái người mình nhận được hay không rất là nhiều khê, chứ không phải dễ. Bởi vì người đó mà biết cách nhận thì mới được nhận được, còn người đó không biết cách nhận thì không thể nào nhận được hết á.
dầu rằng có kêu tên cái gì, có làm gì nữa cũng không nhận được. À, chúng tôi từng thí dụ có một cái anh mà anh đi làm xa, trước khi anh đi thì anh biết cha với mẹ anh thích đồng hồ phong rang. Anh đi rồi cả chục năm sau anh mới về thì anh mới nhớ cha mẹ thích đồng hồ rang. Anh mua mấy bịch đậu phộng rang về để dâng cho cha cho mẹ. Nên là khi mà đem vô dân già trước thì ông già ông tức quá, ông nói cái thằng này ngu, mày không biết tao rụng hết răng sao mua cái này giờ tao nhai. Thành ra người ta dâng cho mình không biết cách nhận thì cãi lỗ vốn. Nhưng đem dâng cho bà già, cái bà già bà mà rất là quan hỷ. Phải nói tội nghiệp con mình, nó khờ quá, nó không biết mình rụng răng, nhưng mà nó vẫn tưởng nhớ tới mình, tưởng nhớ những cái mình thích trong thời gian mình còn đầy đủ răng rồi này kia sùm nữa. Thành ra bà ăn không được, nhưng ít nhất cái phước nó cũng phát sanh cho bà, là bà hoàn hỷ phước báo, thì hỷ phước báo con bà làm. Thành ra khi mình hỏi phước báo cho người quá giảng, cái sự mình nhận được họ rất là nhiều khê, chứ không muốn nhận lúc nào cũng được. Thành ra bây giờ mình ráng tập tỷ phước báo đối với người khác, tại sau này có ai kêu tên mình cho cái gì đó mình còn không biết quan hỷ xả thú, chứ còn không mình làm lơ mà là mình cũng không nhận được gì. Thành ra phải làm cho nó đúng. Nam mô Phật Thầy ạ. Dạ, đạo huynh xin kính chào sư Liễu Tông, dạ, kính chào mọi anh chị em trong đạo tràng. Dạ, thì đạo huynh cũng xin quý vị tha thứ cho là nhiều khi cách chào hỏi nó không được chỉnh tề đó, thứ quý vị niệm tình mà tha thứ cho. Dạ, Nam mô Bụt Thầy Giá. Thật ra đạo huynh cũng phải là Phật tử, tình cờ có cái duyên thì đi vô room chỉ có mấy hôm thôi. Hôm nay thì có cơ hội được nghe, hân hạnh nghe sư Liễu Tông hành pháp. Dạ. Đạo huynh xin có một câu hỏi này cũng rất là phổ thông thôi, cũng tò mò, chắc mọi người chắc biết hết trơn hết trọi này, nhưng mà đạo huynh không có biết. Thành thử đạo huynh hỏi sư, dạ, là không biết là Nam Tông, Bắc Tông nó khác như thế nào. Thì đạo huynh có nghe là hồi trước người ta kêu là Tiểu Thừa, Đại Thừa. Đại Thừa là cái cổ xe lớn, còn Tiểu Thừa là cái cổ xe nhỏ. Nhưng mà sau này cái người ta không muốn phân biệt chữ lớn nhỏ nữa, rồi họ đổi là Nam Truyền và Bắc Truyền. Thành xin hỏi là cái sự khác biệt với Nam Tông và khác và Bắc Tông như thế nào ạ? Dạ. Mà bên nào đúng bên nào sai, và những cái kinh nào mình nên theo, những cái điều gì là đúng ạ? Dạ. Dạ, đạo huynh chỉ có bấy nhiêu lời. Dạ. Xin nhường mic lại cho bàn tay của sư Liễu Tông. Dạ. Đạo huynh xuống mic. Dạ. Nam mô Phật Thầy, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Thật sự ra cái danh từ mà dùng cho nó trúng là Nam Truyền hay là Bắc Truyền. Nam Truyền là truyền theo từ Ấn Độ qua Tích Lan, đi từ Tích Lan mới truyền xuống phía Nam, những cái nước mà gọi là Suvarna Phum trong chính phái đoàn. Thì chính phái đoàn đã truyền là qua cái ngã từ Tích Lan đi đó, thì nó thường nó vô cái Suvarna Phum, tức là gồm có Indonesia, Việt Nam, Cao Miên, Thái, Lào, Miến Điện. Còn cái Bắc Truyền là đi về phương Bắc,
tất cả đi lên qua cái ngã, gọi là cái ngã vận chuyển hàng hóa đi theo đường núi đó, thì xuống Tây Tạng rồi xuống Tàu rồi qua bên Đại Hàn và Nhật, đó là cái hai con đường, đường Bắc Truyền hoặc đường Nam Truyền. Thì đa số đường Bắc Truyền đó, sau này có một cái vị Hoằng Dương Giáo Pháp là cái anh Trạch Trần Nguyên Rạng đó, vị nghe tới nên đó đem cái bộ mà kinh từ lúc mà đi lãnh về rồi quậy ra tùm lum. Thì đa số các nước theo Tàu đều có khuynh hướng là đi theo đó. Còn Nam Truyền là do chính cái phái đoàn của vua Dục gửi đi. Thì trong chính phái đoàn có cái phái đoàn có hai vị là Sổ Ná Yotara truyền vào Thái Việt Nam. Nhưng mà mình nói Việt Nam là mình nói chữ tên bây giờ, chứ tên giờ có thờ truyền vô đó rồi mình gọi là hình như là Chân Lạp hay cái gì đó. Thành ra vào thời đó bây giờ mình gọi là miền Nam của mình đó. Thì có rất nhiều cái, nếu mà vị nào ở đây mà ở Vĩnh Bình hay là ở Trà Vinh, Trà Vinh Sóc Trăng rồi đó, ở đó bây giờ vẫn còn những cái ngôi chùa gần 1.500 tuổi chứ không phải á, 5 tuổi. Hoặc vị nào ở Canada biết ngày ngày Hậu Tĩnh hỏi chùa Sám Rông nó biết chùa đó hình như là 1.000+ năm, là do hai cái vị nó truyền vô. Nhưng mà người Việt Nam mình thì kỳ thị mấy anh miền, thành ra không có coi trọng cái đó mà theo cái sự truyền thừa của mấy ông Tàu à. Nhưng mà thường thường bây giờ đó thì đa số công nhận là cái hệ Nam Truyền là được tương đối chính xác nhiều hơn, tại vì mấy cái gì mà đi truyền giáo ta mang theo bộ Tâm Tạng được kết tập từ lần thứ nhất à. Rồi sau đó một vài năm sau có trở ngại hay vài trăm năm sau trở ngại thì người ta lại trung tụng lại cái bộ Tâm Tạng đó. Thì cái trận trung tụng cuối cùng là ở Mao Giang Gòn, tức là ở Miến Điện á, gọi là lần cái tập Nam Tạng lần thứ 6. Thì cái đó là hệ Nam Truyền vẫn giữ đó, mình gọi thường gọi là hệ Bali đó. Còn của người Bắc Truyền thì thường là xuất thân từ cái thời mà Mã Minh Long Thọ Thế Thân rồi đó, thì họ có khuynh hướng họ đổi qua cái ngôn ngữ gọi là Sanskrit. Rồi Tàu nhà vô đó rồi lãnh được cái bộ đó về là dịch ra tiếng Tàu. Rồi cái bộ cũ biết đâu bây giờ không ai tìm ra cái bộ tiếng Sanskrit như thế nào đầy đủ để cho mình tra cứu coi nó như thế nào. Còn cái hệ Nam Truyền thì dùng cái bộ Bali được truyền từ đó giờ. Nên là tất cả các nước theo cái hệ Nam Truyền đều phải dùng cái bộ đó hết. Dĩ nhiên khi mà dịch, bởi vì Bali là âm ngữ chứ không phải là ngôn ngữ, mình phải dùng cái âm thanh để diễn tả cái gì mình muốn, chứ không có viết ra chữ. Rồi sau này thì dựa vào cái âm ngữ thì viết ra chữ tùy theo cái xứ nào đó viết chữ như thế nào thì ấy. Ví dụ như Tâm Tạng của Thái thì viết theo cái alphabet của Thái, của Miến Điện thì viết theo alphabet của Miến Điện đó. Còn những cái nước mà của Miên thì viết theo alphabet của Miên. Còn những cái nước nào theo cái hệ mà Romance thì cái bộ đó được viết bằng tiếng Romance, nhưng mà khi đọc ra thì đọc giống nhau hết, dầu rằng những cái loại chữ nó khác nhau. Thành ra nếu mình muốn biết cái nào chính xác thì mình dùng một bộ sẵn thịt với bộ kia để mình đo, mình so sánh được coi những cái bài kinh nào trong hai bộ giống nhau thì giống nhau trong cái hai bộ thì mình nên hành theo. Còn nếu mà tạng này có bộ Bali có bộ kia không có thì mình để qua bên cũng được, không cần biết phải ấy thì mình sẽ biết nó như thế nào. Chứ còn bây giờ mà nếu mình nói là cái nào hay cái nào dở thì cái đó chúng tôi không có đủ khả năng để ấy. Thì cái hệ mà được gọi Bali đó bây giờ đó có tất cả 5 bộ gọi viết bằng tiếng Bali. Còn hệ Bắc Truyền thì có 2 hay 3 bộ gì đó
mà bằng viết bằng tiếng Sanskrit. Thì năm cái bộ mà viết bằng tiếng Bali đó được lưu hành hiện bây giờ đó, thứ nhất là bộ của Miến Điện, thứ hai là của Thái, thứ ba là của Campuchia, thứ tư là của Tích Lan, thứ năm là của Bali Tax Society, là viết theo ngôn ngữ truyền thừa từ thời Đức Phật. Đức Phật hồi xưa đó ngài dùng cái ngôn ngữ gọi là Magathi, tức là ngôn ngữ của dân Magatha đó, tức là nước đó, nước Magatha qua tới tàu âm thanh Ma Kiệt Đà đó, thật sự là Magatha, thành ra tiếng đó. Nhưng mà tại sao gọi là tiếng Bali? Tại cái ngôn ngữ mà người đời dùng đó, thì lâu ngày chạy tháng nó sẽ phiến đi, tức là nó sẽ thay đổi theo cái, ví dụ như tiếng Việt bệnh nghiệp, tiếng Việt trước năm 45 nó khác, sau năm 45 nó thay đổi lần lần, rồi tới sau năm 75 nó lại thay đổi nhiều. Thành ra khi thấy một số cái vấn đề mà nó bị biến dạng vậy đó, thì các nhà mà về ngôn ngữ học của Magathi đó, thì họ mới viết ra những cái điều không thể cải cách được đối với ngôn ngữ đó. Ví dụ như bây giờ quý vị học Bali quý vị thấy phải chia như thế này, thế này, thế này, phải quy phách nó có mấy loại vậy đó. Thì dựa vào đó thì họ đặt cái tên mới là Bali với cái định nghĩa là Buddha Hoa Trần Năng Ba Lê Ti Tị Ba Lý, tức là ngôn ngữ nào duy trì được toàn bộ lời dạy của Đức Thế Tôn, ngôn ngữ đó gọi là Bali. Thành ra bây giờ chúng ta nghe tiếng Bali Bali vậy đó, thành ra nhiều người không có nghiên cứu từ cái gốc cái chữ đó như thế nào, thành ra mới nói là Đức Phật không có nói tiếng Bali, Đức Phật nói tiếng Magathi, nhưng mà để cho cái tiếng đó nó đừng biến đổi theo cái dòng thời gian, các nhà về ngôn ngữ họ mới tạo những cái luật lệ để cho nó đừng có biến đổi, thành ra họ đổi từ Magathi thành tiếng Bali. Đó. Thành ra cái bộ đó là cái bộ của hệ năm riền, hiện thời đang luân lưu năm bộ khác nhau. Còn cái hệ kia thì tiếng Sanskrit thì có cái bộ của Tây Tạng, rồi cái bộ của Mongolia, với một cái bộ của Khandhara, tức là cái nơi mà có tượng Phật mà bị Tại Địa Bàn hay ai đó giật sập đó đó, ba mấy cái bộ đó đang lưu hành bây giờ là 8 bộ là như vậy. Thành ra nếu mà mình có rảnh thì nghiên cứu tạng Bali hoặc là qua bên Hán Tạng đó, nghiên cứu tạng Sanskrit, rồi mình có thể mình xem xét cái nào khả tính thì mình theo, còn cái nào không khả tính thì bỏ qua, chứ đừng có tốn thời giờ mà nghiên cứu. Nghe là học Bali chưa xong, học thêm Sanskrit nữa, rồi học thêm tiếng Tàu rồi này kia ông sùng, nó mất công lắm. Học ngôn ngữ nào liên quan tới Phật Pháp cho nó giỏi thì con người mình nó sẽ có nhiều cái lợi lạc, chẳng những kiếp này mà kiếp sau nữa. Nam mô Bụt Thầy ạ. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, con Từ Mẫn. Con xin cúi đầu đảnh lễ ngài Liễu Tông. Dạ, con kính chào quý chư tôn đức tăng ni trong đạo tràng. Dạ, bạch ngài, hôm nay con có 3 câu hỏi. Con kính đến bạch ngài, nhờ bạch ngài vui lòng giảng cho con biết những cái gì mà cái ý nghĩ của con gọi là sai trong những cái mà con thấy cái đó là sai, nhưng mà đôi lúc cũng là cái đúng của họ, thành thử ra con phân vân mà con bức xúc lắm. Hôm nay con trình lên ngài. Dạ, bạch ngài cho con biết là như trong Phật giáo, như trong chùa mình đi, trong chùa Nam Tông hoặc là chùa Bắc Tông gì cũng vậy, nhưng mà thì con cũng mới tìm về đạo Phật cũng không lâu. Bạch ngài, thí dụ ở trong chùa có khi nào được Phật tử được lên cái business cũng như là mua bán này kia kia nọ bạch ngài? Dạ, đây là câu hỏi thứ nhất.
Dạ con xin kính thỉnh bằng tay ngài con xuống mít dạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Trong giáo pháp Đức Phật thì có hạng tứ chúng, tức là bốn hạng tất cả. Hai hạng là tu sĩ, hai hạng là cư sĩ. Thì hai hạng mà cư sĩ đó thì có ba phần sự để làm. Thứ nhất học pháp, thứ hai hành pháp, và thứ ba là hộ pháp. Còn hàng cư sĩ thì cũng có ba nhiều phần sự, là thứ nhất học pháp, thứ hai hành pháp, thứ ba là hoằng pháp. Đó. Nhưng mà cho tới bây giờ thì người cận sinh nam phụ nữ làm không đúng, thành ra chùa của hệ thống chùa Việt Nam nó rất là có nhiều cái nguy cơ mà có thể tiêu nhiều nguy cơ tiêu, bởi vì cận sinh nam phụ nữ đó không làm đúng nhiệm vụ của mình. Thành ra khi mà làm đúng nhiệm vụ đó, mà hộ pháp là hộ cái gì thì quý vị biết rồi. Giáo pháp Đức Phật nói về thành phần thì có bốn. Thứ nhất là giáo pháp, tức là lời dạy Đức Phật. Thứ hai là những cái nghi thức liên quan tới giáo pháp đó. Thứ ba là những cái hệ thống mà để duy trì giáo pháp, tức là giống như chùa chiền hay thờ tháp rồi này kia giùm đó. Rồi còn một cái nữa là nhân sự. Nhân sự thì có bốn giống như chương nói đó. Thì trong bốn cái đó mà nhân sự mà về cư sĩ đó làm á, thì cái hộ pháp, hộ pháp là những cái việc liên quan tới chùa chiền, chứ không có vụ mà buôn bán. Nhớ chuyện đó, không có vụ buôn bán buôn gì đó. Mình buôn bán rồi mình bán ở ngoài đâu đó, rồi mình có tiền lợi mình nhấn chút vô mình hộ trì tam bảo thì được. Nhưng mà trong chùa thì không có những cái chuyện đó. Mọi hình thức gọi là business thì không được xảy ra trong chùa. Cận sinh nam phụ nữ không được quyền làm, bởi vì khi mình làm vậy là nó đặt. Nên mình nhớ đó, cận sinh nam phụ nữ hộ pháp, tức là ngay cái chuyện xây chùa cũng là nhiệm vụ cận sinh nam phụ nữ, chứ không phải là nhiệm vụ của ông sư. Nhưng mà cận sinh nam phụ nữ thời bây giờ đó có lẽ là phiền não nó nhiều quá, rằng ra ý mình có công xây chùa, nhiều khi đuổi ông sư đi ông chừng ra giờ ông sư xây cho chắc ăn, ông xây rồi ông đứng tên, ông để khỏi bị ai đuổi. Chứ còn để Phật tử làm rất cao ở Mỹ này rất nhiều chuyện vậy đó. Mới qua thì nhiều vị sư, nhiều vị thầy cũng muốn làm cho nó giống thời Đức Phật, để cho cư sĩ nó bỏ tiền nó đào ở chùa cho ông sư hoằng pháp. Ông sư hoằng pháp nói chừng nó có bộ, nó thấy ông sư này có bộ không có lợi ích gì cho nó, là nó kiếm chuyện đá đứt ông sư dần luôn. Sau này mấy sư hạ thủ công phu làm cái chuyện không phải chuyện của mình, tức là xe chùa đó kêu gọi xe chùa này kêu ông sùm đó, cái đó không phải nhiệm vụ của nhà sư. Tại nhà sư kêu gọi xe chùa là trật hết chứ không có đúng. Còn Phật tử mà làm cái chuyện giống như cái câu hỏi đó, tức là business rồi này kêu ông sùm mà trong chùa đó là đều là trật hết. Nhưng mà bây giờ người ta không có khe nữa, người ta làm sao miễn có bào thơ thôi. Đó. Trong chùa thì không có những cái việc mà gọi là dân nghệ, dân gần hát rồi này kêu ông sùm, cái đó không có. Mà bây giờ họ phải làm, tại vì làm đó thì cái mấy kêu cái sinh năng của sinh nữ tới nghe đông rồi, nghe để giúp chùa đó. Mà tới nó nghe là đồng phước cái chùa. Đó là những cái triệu chứng mà nếu mình là Phật tử thì mình nên buồn. Tại đó là triệu chứng đưa đến sự suy đồi của giáo pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, con rất là hoan hỷ và thành kính tri ân sư. Dạ, cái câu hỏi kế tiếp. Nếu mà con thấy cái gì của Phật tử, đồng Phật tử trong cái chùa, ngôi chùa con đang ở, mà nếu họ trong cái vấn đề cái business họ làm ăn thì mua bán như thế nào thì ở ngoài, nhưng mà trước mắt như vậy thì tại sao mà phải để cho sư thầy phải dướng mắt vô vấn đề mà mua bán cái vấn đề đó. Đôi lúc mà con cảm thấy ảnh hưởng đến cái chánh pháp, con lên tiếng thì những người đó nói là ai làm thì nấy chịu,
cô lên tiếng là cô phải chia cái nghiệp với cái người đó, đó. Cái người đó 100 mà cô lên tiếng, cô cản ngăn cái chuyện mà người ta mua bán, người ta làm ăn, cô lên tiếng là trong đó cô đã là 50 cái nghiệp của người đó. Dạ bạch sư, có đó ở bạch ngài, có đó có đúng không bạch ngài? Tại vì con thấy con rất là bức xúc, con không chịu. Họ lạm dụng cái Phật pháp mà họ rên cái tích hợp trong chùa như vậy, con có tiếng nói. Nhưng mà khi con có tiếng nói là con bị loại. Thì nếu mà bạch sư, mà bạch ngài cho con biết cái đó con nói, con có bị cộng nghiệp với cái người Phật tử mua bán ở trong chùa như vậy, có đúng không ngài? Dạ, con xin trao mít lại cho ngài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị, mình nói với cái tâm gì thì mình phải tự biết chứ. Tức là mình chắc chắn là nói kiểu đó, mình thấy chuyện bực mình nói thì không thể nào là thiện pháp được rồi, không thể nào có tâm tư được rồi, vì nên nhớ chuyện đó. Tức là mình cộng nghiệp với họ, nhưng mình chính mình tạo nghiệp riêng của mình. Thành ra cái nơi nào mình đi được thì đi không được thì kệ họ, cái đó là cái nghiệp của họ. Mình lo mình làm chuyện tốt của mình thôi. Thời bây giờ đâu có phải có một chùa hai chùa đâu. Nếu mà đi chùa ở đất nó xa xôi không đi được thì mình lên chùa trên không. Chùa quay lát thiếu chán gì nè, lên học hỏi giáo pháp rồi về đóng cửa hạnh mình, nó vẫn có lợi hơn là mình đi để mắt tới mấy đó. Bởi vì để mắt là tâm mình không an vui, mà khi tâm an vui tức là mình đã tạo cái ác pháp, chứ không thể nào nói là thiện pháp được đó. Cái tâm mình mà nó phóng tâm nó này nọ, hay là cái sân hận nó chen vô là mình lãnh đủ cho ngoài lãnh đó. Mình không cộng nghiệp với người ta, nhưng mà mình lãnh đủ cái biệt nghiệp của mình đó. Mình không cần thiết đi được, đi không được thì kiếm chỗ khác. Kiếm chỗ khác không được thì lên mấy chùa qua lét là thiếu gì. Bây giờ mấy chùa qua lét mà dạy những cái lời dạy của Đức Phật mà thứ thiệt đó cũng 4-5-6 rung như đâu hết đâu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, con rất thành kính tri ân ngài. Dạ, con còn một cái câu hỏi cuối cùng của con. Dạ, con xin ngài vui lòng tha thứ cho con cũng quay cái tham nhiều. Thí dụ như là con là người Phật tử, nhưng mà nếu thật lòng ra mà con nói, cái người Phật tử mà vô cái lớp học, như những cái lớp Phật pháp học, mà nếu mà cái người Phật tử đó thì phải đóng tiền hàng tháng cho cái chủ room để được vô lớp học, thì con thấy cái đó đúng hay là sai? Và bạch ngài cho con biết nè. Xa thú vậy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị, tùy theo cái room đó nó có phải chi đồ để lo một số công việc nào để cho rung nó lên thì mình cũng phải có sự đóng góp chứ. Nghe cái rung nào vậy, chứ thật sự ra rung nào vậy, có những cái vị người ta vô rung người ta ấy, nhưng mà ta cần một số cái phương tiện để họ vô đi trả tiền nét tiền đồ thì mình cũng phải giúp đỡ. Còn khi nào mình ở cái nơi mình không có từng những cái đó thì mình không cần, không nhận cũng được, hoặc là không cần cũng được. Thì tùy theo mỗi người ở nơi nó như thế nào. Thì sư không có trả lời được, sư thường là ai làm phước sư không có nhận. Bởi vì sư coi cái chuyện mà đóng góp vô Phật pháp đó là cái nhiệm vụ của tu sĩ. Mình làm mà chưa hết nhiệm vụ của mình rồi, còn mình còn muốn có bao thơ khi mình lên thuyết pháp nữa thì cái chuyện đó nó làm sao á. Thành ra không có miễn bàn, thì theo mình cái suy nghĩ lại coi cái rung đó nó có phải tốn tiền hay không, nó có phải cần gì, theo mình cũng chia một số cái gánh nặng đối với người ta trên cái rung chứ. Trừ khi mà họ đầy đủ, thì nếu họ đầy đủ thật sự á mà họ không cần thì thôi, mà họ cần để họ làm cái gì khác mình thấy cái vẻ nó không phải là thiện pháp thì mình tẩu di diệu pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, xa thú ngài cho con cái câu này rất là con hoan hỷ. Dạ, tại vì theo con nghĩ con cũng vô
Buddha Dhamma mỗi buổi sáng con cũng dự thính cái lớp các vị cao tăng giảng, nhưng mà con rất là không biết nói sao, rất là vui vẻ, rất là không biết làm sao con nói. Con cũng vô như bao nhiêu người khác, con đâu có vấn đề gì mà đặt tiền đặt bạc, phải có tiền con mới vô lớp được học được đâu. Và bạch sư là một, hai nữa bữa nay là con có đến Phật giáo Nam Truyền bên đây thì đâu có ai mà gõ đã bỏ cổ con đâu, không có một cái ai đặt cái vấn đề tiền bạc gì với con hết. Nhưng mà đối với con, nếu mà con nhìn thấy các chị cao tăng, các quý sư, những người nào mà con rất là cảm kích, con cúng dường bằng cách cúng dường của con là con tìm kiếm cái danh sách cái chùa của vị sư ở, hoặc là cái địa chỉ của vị sư, cái nơi vị sư tu, con sẽ đến để cúng tam bảo cái chùa đó. Sự thật đó là con làm, chứ con không chịu hàng tháng là con phải đóng tiền room, mà trong khi con đồng ý đóng tiền room con đã đóng, như theo lời yêu cầu con đã đóng. Giả lại con, nếu một cái vị sư được mời vô lớp, thỉnh vô lớp để giảng, mỗi tháng phải trả tiền cho cái vị sư đó, hoặc là cái cô ni cô đó, hoặc vị sư đó, thì bạch ngài, có phải đúng đó là pháp thí không bạch ngài? Hoặc là tụi con đây là người đang thính pháp, chứ tụi con đâu phải là người mua pháp bạch ngài. Đó là cái câu hỏi bữa nay bạch ngài nói cho con nghe, con rất là hoan hỷ. Con rất là hoan hỷ, đây là cái người thứ hai mà con đã hỏi. Thì nói thôi, nếu con không đủ gì thì biết bao nhiêu room khác cứ việc vô học, đâu có gì đâu. Đó, thì thành thử ra hôm nay con, dạ con thành kính tri ân ngài Liễu Tông đã giải tỏa hết những cái gì lúc mắt của con, khi mà con đã nhìn thấy cái chánh pháp nó bị ô nhiễm. Dạ con xin kính chào quý đạo tràng, dạ đã lắng nghe những lời của con chia sẻ, dạ con xin xuống mắt, dạ xa thủ xa thủ. Dạ, kính chào sư Liễu Thông, dạ chào anh chị em đồng đạo tràng. Dạ chắc đụng khi micro thành tử, nhưng mà sẵn nhân tiện này cũng cảm ơn sư Liễu Thông một lần nữa, trả lời rất là thỏa đáng những câu hỏi của anh chị em. Thì đạo huynh cũng xin hỏi thêm một câu nữa là Phật giáo Việt Nam mà đã nảy nở trong suốt 2000 năm ở nước Việt Nam mình, và nhất là cái đời nhà Lý và đời nhà Trần thì rất là phát triển, rất là rực rỡ. Thậm chí mấy ông vua, mấy vua nhà Lý, vua nhà Trần thì tới cái tuổi khoảng 30-40 thì là nhường ngôi cho con, rồi lên ngôi Thái Thượng Hoàng, rồi đi tu chứ nhỉ. Thành chứng tỏ một cái tinh thần rất là kính sư, quý Phật. Thành xin phép hỏi sư Liễu Tông là suốt 2 năm lịch sử Phật giáo Việt Nam mình thì trong đó có nhúng một chút màu sắc nào của Phật giáo Nam Truyền không thưa sư ạ? Thì trong quá khứ đệ tử có đọc những cái kinh như là kinh Bát Nhã Ba La Mật bằng tiếng Hoa, rồi kinh Diệu Pháp Liên Hoa Kinh cũng rất là hay. Thì không biết hai cái kinh này có được sử dụng, mình có thể ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày mình được không sư? Dạ, có điều gì, có cái gì mà nó hơi dị đồng với những cái kinh của phái Nam Truyền không ạ?
Dạ, đạo huynh chỉ có ít câu hỏi ngắn ngủi vậy thôi. Dạ, xin cảm ơn sư. Dạ, xin nhường mic lại cho sư ạ. Nam mô Bố Thầy và kính bạch Chư Tôn. Dạ, kính thưa chư quý vị, 2000 năm Phật giáo Việt Nam thì mình không có nhiều sách vở để nghiên cứu, nhưng thầy chúng tôi nghiên cứu thì chỉ có một số thời gian rất là nhỏ ban đầu là có cái hơi hám của Nguyên Thủy mà thôi, hơi hám của Nam Truyền mà thôi. Tức là cái vị đầu tiên đó, đó chúng tôi không nhớ là từ cái xứ nào tới, tức là Thiền sư Khương Tăng Hội á. Thiền sư Khương Tăng Hội. Rồi sau đó hai cái vị mà Phật tử đầu tiên nhớ được quy Tam Bảo đầu tiên của Việt Nam đó là cái ông chữ Đồng Tử và bà vợ là bà Tiên Dung đó. Nhưng mà không biết được bao lâu thì cái đó là mất tiêu luôn, thành ra cũng không có rõ đó. Nhưng mà khi mà Thiền sư Hương Tân Hội mà từ thật sự Thiền sư Tân Hội ở đâu tới, nhưng mà ở đảo Hải Nam mình bây giờ đó, rồi cái mới truyền truyền qua Tàu, sao rồi Tàu nó vô giữa miền Nam nó làm tiêu hết. Còn cái mà truyền mà thật sự mà truyền đó, lúc đó là người người Thủy Chân Lạp thì vậy đó, tức là người Miên bây giờ đó, thì truyền đa số bây giờ đó, nếu gì nào ở Việt Nam thì lâu lâu thấy nó tìm được, nó khảo cổ rồi, cái dùng như Long An đồ này kim dùng đó. Mà Long An thì 1000 mấy trăm năm về trước thì không của Việt Nam mình mà là của Chân Lạp hay gì đó. Hình như là Việt Nam mình hồi xưa nó chỉ vào tới tới Bình Định thì phải, từ Bình Định xuống là của Chân Lạp cái gì gì đó. Thì Phật giáo thứ thiệt là nó vẫn xuất hiện từ thời đó, từ cái thời mà ngài Thánh Tăng Sổ Nái Vô Tà Rá ra truyền vô đó. Còn ngoài Bắc ấy thì theo chúng tôi nghiên cứu lịch sử thì có một cái vị thiền sư từ bên Ấn Độ qua, tức là thiền sư Tăng Sáng này vậy, vào khoảng 1800 năm về trước truyền vô, thì cái trung tâm gọi là Ly Lâu gì đó. Nhưng mà không được bao lâu thì khi tạo vô đồ hộ thì nó cho mất hết. Thì vô đó rồi sau này xuất hiện vị thiền sư Hương Tăng Hội, rồi cho Tiên Dung, chữ Đồng Tử với Tiên Dung là cái hai cái vị cực sinh nam cực sinh nữ đầu tiên của Việt Nam đó. Nhưng mà mấy giai đoạn nó rất là ngắn, rất là ngắn. Cho tới bây giờ thì mình dính chặt vào cái hệ thống của Tạo quá rồi, nó không có biết đường được. Cái đó thì thôi, bây giờ nếu mà muốn trở lại cái cũ thì chúng tôi nói là không có đường nào đó. Bởi vì Phật Siêu Áo chỉ sống với nhân loại có 5000 năm thôi, mà bây giờ đã 2600 mấy chục năm rồi, tức là Phật giáo ở cái tuổi xế chiều rồi. Thành ra mình còn gặp được chánh pháp thì ráng học ráng tu được nhiều hay nhiêu, chứ còn bây giờ mình cái nguyện để gặp Phật, biết gặp Phật để làm gì. Nếu pháp còn vẫn chưa tu mình gặp Phật chắc không xin chụp hình để lên Facebook thôi, chứ làm sao mà ấy gì. Bây giờ mình không tạo nhân để gặp Phật cũng như không, chắc cũng khó đắc lắm. Nên là bây giờ mình còn gặp được giáo pháp Đức Phật, mà giáo pháp thứ thiệt thì ráng nhét túi cho càng nhiều càng tốt, biết đâu tới đó Đức Phật nhìn mình ngày thấy cũng có khả năng mình cười với ngài, ngài cũng nói vài ba câu. Thế còn mai mốt mình đi để bác cho ngài rồi ngài cũng đi luôn, ngài nhận rồi ngài đi luôn, không nói câu pháp nào, thì mình là phải luân hồi cũng a tăng kỳ nữa ha. Thành ra giáo pháp Đức Phật hiện tại đang còn, hệ Nam Truyền đang còn thì ráng học cho nhiều, càng nhiều càng tốt, học nội bao nhiêu đó mà mình giữ được thì nó cũng là cái nhân để cho những cái quả rất là tốt về sau. Nam mô Bụt Thầy giá. Sa thú kính tri ân ngài ạ. Dạ con
xin đọc câu hỏi của Pháp Học. Kính bạch ngài, vua A Dục và vua A Xà Thế duyên sự ra sao mà lúc đầu ác quá mà sao lại đổi thành đại thiện trong cùng một kiếp sống, còn mình thì cứ vẫn như cũ ạ? Nhà con kính nhân mít đến ngài. Nam mô Bích Thà Gia, kính bạch Chế Tôn, hiện giả kính thưa chư quý vị, mình thì vẫn như cũ tại vì cái tiền nghiệp của mình nó xấu quá. Còn cái duyên nghiệp của mà hai cái vị đó là gặp được thánh tăng. Vua A Xà Thế thì có một cái vị lương y của Đức Phật ở gần, nó mới dẫn ngay gặp được Đức Phật. Nhưng mà gặp lúc hơi trễ, đã lỡ làm ác rồi. Còn vua A Xà Thế thì cái thời ngài cũng rất nhiều vị thánh tăng. Một trong những vị thánh tăng mà nổi tiếng nhất á, ngài gặp thì ngài gặp như vị Sa Di tên Nico Thá thì phải. Nhưng mà vị thánh tăng là giúp nhiều nhất quý vị nào đi vô mấy cái chùa đó, thấy một cái vị mà tay để trong bình bát mà mặt ngó nghiêng nghiêng lên trời đó, nghiêng ngó lên trời đó, kể cho quý vị nghe sơ sơ cho vui thôi, chứ vì đó là một vị thánh sống thời vua Dục, tức là vào khoảng 230 năm sau khi Đức Phật Niết Bàn á. Chị này là thần thông đi lên cung trời hoặc đi xuống giống như là ngài Mộc Hình La Ná vậy đó. Thành ra khi mà cái gì đó tên là A-la-hán U-ba-cú-ta, U-ba-cú-ta. Nghĩa là quý vị vào mấy cái chùa, thứ nhất chùa Miếng Điện, chùa Thái, thấy cái gì mà ngồi đang cơm tay để rồi mình và bát, còn mắt thì ngó về hướng mặt trời đó. Thì khi mà vua Dục muốn làm cái lễ để nghĩa là ăn mừng cái ngày mà mình gồm thâu các nước ở Ấn Độ thời đó, thì bà con mới đề nghị là nên đảnh lễ thỉnh cái ngày U Bà Cú Tạ xuống coi dùm, nghĩa là coi để cho cái lễ đó nó được đấy. Thì ông vua Dũng đi bộ tới cái chỗ ngài ở trong rừng qua ngày, thì ngài xuống là sử sách nó xuống Long Cung hoặc là lên cung trời, ngài đi trì quan bên theo ngài ăn rồi ngài lên đó ngài nghỉ ngơi. Nhưng mà tướng ngài thì xấu lắm, không có nghe là đẹp trai gì đó. Thành đi vua Dũng khi tới gặp cái ông này, sao trời ơi, họ giới thiệu mình mà ông này có bộ không giống như họ giới thiệu rồi. Nhưng mà vua Dục nói là con sắp làm lễ đó, ngày đó con sẽ cho người tới mời ngài vô hoàng cung. Thì tới cái ngày đó thì cho ông quan đại thần đi, nhưng mà dặn quan đại thần ông đi chậm chậm đi, ông đi tới đó khoảng còn chừng 15 phút nữa thì ông thỉnh ngài. Nhưng mà chưa có gì biết, đi từ đó đi bộ vô tới trong đó làm sao mà đi cả ngày chưa thấy chưa 5-10 phút đâu được. Thì ngày bữa đó ngày cũng ngồi ngày chờ, ngày không nói vậy. Cái gần tới đứng bóng vị quan đại thần mới vô thỉnh ngài, vô cho thỉnh ngài. Ông ta quỳ xuống, ông ta nói xong, ông ta đảnh lễ ra ông ngước lên mất tiêu. Ông ngài A La Hán nó mất tiêu. Thì ông ta xuất hiện trong cái chỗ ngồi dành cho ông trong hoàng cung đó. Mà lúc đó không có đồ ăn gì đó, bà con xuống nhau là chạy kêu với đấy ôm chùm ông vua quảng hồn, không biết thứ thiệt rồi súng nhỏ ấy. Thì ngài ngồi cho đó, ngài đưa con mắt ngài nhìn lên mặt trời để cho mặt trời đứng yên đứng yên chỗ đó. Rồi xong đợi cho nấu cơm xong rồi dân vô bát, ngài bốc ăn qua ăn xong cái ngài rửa bát nữa rồi xong cái ngài dồn xuống cái xế chiều đó. Thì cái ngày đó giúp ngài rất nhiều, làm cho vua Dục có đức tin người giáo pháp của Đức Phật, nó mới nghe lời một số cái vị A-la-hán khác mới đi lụm hết tất cả những cái xá lợi Đức Phật ở các nơi về để tạo thành mấy cái đó như vậy. Thành ra cái tiền nghiệp của họ đó, nghĩa là đối với chúng sanh thì có hai loại. Một loại được đắc đạo quả bởi các bậc thánh tinh văn, một loại được đắc đạo quả
bởi Đức Phật. Nhưng mà vua Thừa Thế thì tại vì cái ngũ nghịch đại tội ra gặp được Đức Phật, nhưng mà cũng không có kết quả gì. Còn vua này gặp bằng đó, nhưng mà hên là ông vua Dục cũng có ba ông con là ông A La Hán đó. Thành ra khi mà chết vua gì thấy ông chết cũng đau thương lắm, nhưng mà nhờ ông A La con đó mới giúp cho ông. Thành ra đó là cái thiện nghiệp, nhưng mà chúng tôi không có biết những cái nghiệp nào trong quá khứ ông làm, tại vì chúng tôi cũng lục mà tìm rất là hiếm hoi những cái liên quan tới cái tiền nghiệp của hai cái vị này. Thành ra chỉ nói sơ sơ cho quý vị nghe thôi, nhưng mà gặp được bậc thánh, gặp được Đức Phật là cũng là cái nghiệp tốt nó rất là nhiều. Nhưng mà bên cạnh nghiệp tốt nó vẫn có nghiệp xấu như thường chứ không phải không, vẫn có nghiệp xấu. Mà cái nghiệp xấu khi nào nó có cơ hội nó cho quả thì cái nghiệp tốt cũng nhiều khi nó cũng mất năng lực như thường, mất năng lực. Thành ra từng rồi chúng tôi có nói là mình đừng có nghĩ rằng mình sinh làm người tâm nhân, mình có khả năng đắc thiền, có khả năng hành nào. Thiền minh sát là mình là người có chánh kiến, cái đó là nói trật, không có đúng. Khi nào chưa đắc đạo quả thì không thể là người có chánh kiến cả. Chánh kiến chỉ dành cho bậc thánh mà thôi. Còn mình thì cho tới ngày nào mình chưa đắc cái đó thì mình vẫn thuộc loại có tà kiến ngủ ngầm như thường, vẫn làm bậy như thường. Cái người mà điển hình mà chúng tôi thí dụ cho quý vị nghe đó là Đề Bà Đắc Tà đó, tức Đề Bà Đạt Đà đó. Ông ta đắc bát thiền ngũ thông nhưng mà vẫn hại Đức Phật để đi địa ngục như thường. Thì bậc tâm nhân á, chứ không phải nói tâm nhân mà tứ thiệt đó, đắc bát thiền đắc có thần thông đó mà làm sao chúng họ chưa có chánh kiến. Nếu có chánh kiến thì không làm bậy đâu, vẫn làm bậy. Thấy bây giờ là lang thang ở dưới kia đó ha, chờ không biết bao lâu mới lên được. Anh đã xin đóng góp sơ sơ mấy chuyện đó thôi. Nam mô Bụt Thầy ạ. Dạ, con thấy pháp học hỏi tiếp là có người tu mà sống ác rồi bào chữa rằng tạm thời xấu rồi sao sẽ tốt lại như vua A Xà Thế vậy. Vậy có được không ạ? Kính tri ân Ngài. Dạ, con kính thỉnh bàn tay của Ngài ạ. Nam mô Bụt Thầy gia kính bạch chư tôn này. Dạ, kính thưa chư quý vị. Nói ra nó chơi thiệt chứ nói thiệt không được. Bởi vì vua A Xà Thế đó, hoặc là Đề Bà Đắc Tà đó, vua A Xà Thế tu đó, nghĩa là họ đã tạo qua là mật cả trăm ngàn đại kiếp rồi. Chứ còn mình kiếp nào mình cũng tu nháp, mình nói gì đâu có được. Muốn được như thế là cả trăm ngàn đại kiếp mình đã tu thứ thiệt rồi, tu mà công lực dày dặn rồi thì mình mới bị chút là trồi lên chẩn thể đất. Bởi vì hai ông này đó, hai ông thứ nhất ông A Chát Sạch Tu trước A Xà Thế với ông kia đó, trồi sau khi rời địa ngục trồi lên là lúc đó sẽ bật thành bật độc giác. Nó nghĩa là Đức Phật đã thọ ký cho biết là sẽ thành và độc giác thì sao. Còn mình bây giờ chưa được thọ ký, mình nói vậy là không có không có cái ý nghĩa vậy đó. Mình kiếp nào cũng tu nháp mà bây giờ còn bày đặt sống ác rồi sau này được sửa chữa lại đừng hy vọng. Quý vị nên nhớ đó, mình nhắm mắt có búng tay cái đó là mình lọt xuống, nghĩa là cõi sâu nhất mình cũng thể lọt tới. Nhưng mà chờ cả bao nhiêu qua tăng kỳ để trồi lên làm người trở lại, quý vị cứ đọc chuyện con rùa thì biết, rùa mù đó, thì biết. Rồi mình đừng có dễ, mình dễ vô lúc nào là mình đi xuống càng lâu tới chừng mình trồi lên là càng chết sớm đó. Bởi vì xuống đó là những cái nghiệp xấu nó bào mòn những cái memory của mình liên quan tới thiện pháp hết. Thành ra mình trồi lên là mình nghĩa là khùng khùng điên điên.
Rồi phải tu lại gặp được bậc ấy rồi bắt đầu bố thí trì giới hành thiền bao nhiêu a tăng kỳ kiếp nó mới được bình thường. Thôi đừng có hy vọng giống như cái người mà nói rằng sống xấu sao rồi để thế, như bây giờ thế thì không có nên. À, sẽ thế và đề bạc đã đầy đủ ba la mật rồi, nhưng mà một số cái tiền nghiệp xấu trong tiền nghiệp nó theo nó dẫn dụ hai ông này làm bậy được như được đó, chứ còn không đừng nó nói không bệnh còn dỗ hơn hai ông này rất là nhiều. Nam mô Phật Thầy á. Dạ con thấy kính tri pháp học đã kính tri ân ngài. Dạ bây giờ con xin đọc câu hỏi của Sức Kim. Nhãn xúc cảnh sát cộng với thần kinh nhãn là nhãn xúc. Thưa sư, nếu có người nói không cần ghi nhãn thức vì nó là nhãn xúc, xin sư cho biết điều này đúng không? Con cảm ơn sư và xin gửi mic lại cho Sức Kim. Dạ con xin kính chào sư và con xin lỗi. Cái chữ mà con viết chữ chữ capital chữ qua đó là nhãn thức chứ không phải là nhãn xúc, con ghi lộn. Dạ. Con thấy có người dạy nói đó là về tâm sở xúc đó, thì họ nói như là khi mà thấy cảnh sắc gì đó thì họ nói là xúc thì nó gồm có ba, nó là phận sự của nó là nói liền cảnh rồi căn hay là thần kinh và tâm. Tâm tức là con nghĩ rằng đó là tâm, tâm thức tức là nhãn thức. Nhưng mà khi họ biên vô thì họ nói nhãn xúc thì bằng với cảnh sắc và thần kinh nhãn không, thì con có đưa ý kiến, con nói tại sao không có nhãn thức vậy. Con xin cái chữ nhãn xúc mà con viết capital tức là nhãn thức đó, chứ không phải là nhãn xúc, và con xin lộn. Thì họ nói rằng không cần cái nhãn thức đó, tại vì nhãn thức đó chính là cái nhãn xúc. Trời đất, con thấy nó kỳ lạ quá, con xin hỏi sư điều này người này nói như vậy có đúng không? Dạ con xin trả mic lại cho sư ạ. Nam mô Bụt Thầy. Dạ kính bạch chư tổ hiền, dạ kính thưa chư vị, tuần rồi chúng tôi đã nói rồi, cái đó ăn thua đó nó nằm chỗ nào không? Chứ mình nói thì không không vậy chúng tôi không biết đã nói kỳ rồi ha, ở đâu nói sao hỏi chúng tôi nói nhiều khi nó cũng trật đó. Hỏi biết cái xúc đó nó nằm ở đâu, nó là quả của cái đào, quả của xà la giá tanh á, tức là hay là nó là xúc thực cái gì ông sung á. Còn bây giờ hỏi đó chúng tôi không có nghe được cái lời nói của cái người này ở đâu đó, làm sao chúng tôi biết họ nói chỗ nào mà bây giờ trả lời đó. Mới biết rõ ràng họ nói ở đâu, cái đó là cái gì mới biết được, chứ còn nếu mà mới trả lời được chính xác. Chúng tôi chỉ nói là kỳ rồi chúng tôi có nói câu là chặt khốn chả bà thịt chả ru bê chả, đó là trong Bali, trong Nita nó quắc sẵn với tạ Nikai giá đó, tức là tập hợp của ba cái đó thì gọi là xúc đó. Thì chỉ nói vậy thôi, chứ nói đó là theo kinh điển nói, chúng tôi chỉ nói được vậy thôi. Còn cái người cái quý vị học nghe ở đâu sao tôi biết, chúng tôi không có biết cái chỗ đó, là nói ra là nó cũng tào lao nữa hả. Nam mô Phật Thầy á. Dạ con xin trả lời lại, tức là họ nói trong này, trong khi họ giảng họ nói là khi mà nhìn thấy cảnh đó, họ nói là nhìn thấy cảnh sắc, tức là nhìn thấy cảnh sắc thì lúc đó cái nhãn xúc thì sẽ nói liền cái cảnh sắc mà nhìn thấy, rồi cái thần kinh nhãn tức là con mắt, rồi là được rồi. Thì con thấy không đúng, thì con nói nếu thấy thì phải có nhãn thức thì mới thấy được, tại nó phải có là ba, thì phải có đủ là sắc pháp là cảnh sắc, rồi phải có hành quẩn thức quẩn và thành quẩn xúc quẩn tượng và thọ quẩn tưởng quẩn sao, nhưng mà cần ba cái này là chính xác hơn. Nếu chỉ có cảnh sắc với thần kinh nhãn không thì làm sao mà thấy được, phải có nhãn thức, phải có thức quẩn trong đó chứ là nhãn thức. Nhưng mà người ta trả lời với con rằng không cần cái nhãn thức, tại vì nhãn thức tức là nhãn xúc đó. Dạ như vậy đó.
Con chỉ con hiểu con biết, nhưng mà con muốn cho sư trả lời rõ một lần như vậy để cho những người mà học như vậy họ biết cái điều đó là bị họ bị học sai như vậy thôi. Dạ kinh con xin cảm ơn sư sư và con xin trả mic cho sư ạ. Nam mô Bố Thầy, dạ kính bạch chư tông hiền giả, kính thưa chư vị, chúng tôi nói vậy là đủ rồi, bởi vì chúng tôi không biết cái đó nói từ đầu tới nói tới cái gì. Đó. Thành ra không có ấy được ha. Nam mô Thầy giá. Dạ sa thúc thấy Xích Kim đã cảm ơn sư. Dạ kính mời với anh chị trong đạo tràng có thắc mắc gì thì giơ tay trực tiếp hỏi ngài hay là text chat trên màn hình ạ. Dạ. Dạ mời chị Nhật Quỳnh. Dạ sa thú kính cảm ơn sư Trần Đạo. Nam mô Bích Tha giá, một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư Trung Đức. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Như Thật ơi, Như Thật có nghe được âm thanh của Nhật Quỳnh không? Tuần trước nữa đó, Như Thật có một cái câu hỏi mà ngài chưa có kịp trả lời thì hết giờ, ngài có biểu Nhật Quỳnh đó thì ngài có biểu Nhật Quỳnh thì ghi lại đó. Như Thật bây giờ Như Thật có muốn hỏi lại không? Dạ nếu muốn hỏi lại thì Nhật Quỳnh post ra để đọc lên để ngài trả lời. Như Thật thấy sao, có cần hỏi lại không? Có không, bớt ra không? Dạ, cho Nhật Quỳnh biết được đi. Tại tuần rồi thì không có Như Thật vào đạo tràng. Bây giờ thì Nhật Quỳnh thấy có Như Thật. Dạ, hỏi phải không? Rồi Nhật Quỳnh bớt ra, Nhật Quỳnh đọc xong Nhật Quỳnh thỉnh ngài. Nam mô Bích Thai giá. Dạ, con xin đọc câu của Như Thật hỏi tuần trước nữa đó bạch ngài. Thưa sư, khi quan sát sự xúc chạm bàn chân vậy có đúng không? Hay quan sát chất gió mới đúng? Nam mô Bích Thai giá, con kính nhân mít đến ngài. Nam mô Bích Thai giá, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Mình nói khi nói quan sát sự xúc chạm, cái này là xúc sắc. Mà xúc sắc cái quan sát nó như thế nào quý vị phải nghe thứ thiệt mới được, chứ con thi dỗm rồi không có thể nào thấy được. Đó. Còn cái chất gió đó mình nói ngay xúc chạm chất gió rồi bắt đầu cái tâm mình có sự suy nghĩ, chất gió nó đã phát sanh rồi. Rồi quý vị chờ cho tới cái xúc chạm quý vị mới quan sát gió, làm sao quan sát được? Bởi vì khi quý vị suy nghĩ thì nghĩ, ví dụ suy nghĩ dở bằng chân đi hay là để bằng chân xuống đi, tâm sanh diệt hàng ngàn tỷ lần, tức là khoảng chừng 5.000 cái lộ trình tâm như vậy đó, thì nó mới đưa tới sự đụng chạm. Thì nó lúc đó quan sát gió, quan sát lúc nào, thành ra khi nào mình quan sát như đó mà nó biết mình đang ở đâu và cái quan sát đó đó nó thuộc loại nào đó. Thành ra thường mình nói xúc mà phải để xúc đó là xúc gì, xúc sắc hay là xúc danh. Xúc sắc nó khác, xúc danh nó khác. Thành ra phải biết chắc chắn cái đó để ấy được, chứ còn không biết chắc chắn là mình cái sự quan sát của mình là nó thành cái gì chứ nó không thành là cái thiền quán được. Nam mô Bích Thầy giá. Nam mô Bích Tha giá. Dạ con thấy Như Thật đã sa thú kính tri ân sư rồi. Dạ Trần Đạo nghỉ ngơi chút đi ha, Nhật Quỳnh đỡ mít cho Trần Đạo một chút nha. Dạ Nam mô Bích Tha giá. Dạ Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng, mời tất cả bàn tay của quý vị cũng như mời những câu chích chát à. Dạ Nhật Quỳnh rất là cảm ơn Trần Đạo. Dạ nãy giờ Trần Đạo làm thị giả cho ngài, dạ rất là hoan hỷ. Đợi cho cô tuệ viên cầm mic nha.
Dạ, sa thú, sa thú. Cảm ơn sức nhật mình. Không biết anh hôm nay cái bánh thóp nó có cho mình vào không nữa. Dạ, cảm ơn mình đã nghe rõ. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Thầm Ma Giá, Nam Mô Sân Khai Giá. Con thành kính lãnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con kính lãnh lễ Ngài Liễu Trong, Ngài Liễu Tông, Ngài Chí Đức, cô tu nữ và kính chào toàn thể quý Phật tử. Nhà con hôm nay cũng mừng là vào được và âm thanh cũng nghe được rõ. Ngày hôm qua thật là rất là mệt khi mà vào banh thoát, nói không liên tục và nghe cũng không có liên tục. Hôm nay thì nghe tạm thời nghe ngài giảng rất rất rõ, nhưng mà cũng có đoạn không có rõ. Thì hôm nay có một cái nhân viên hỏi một câu hỏi như thế, con xin ngài khai thị cho con hiểu rõ. Vì có một vị tăng, tức là một vị phạm luật, nhưng người Phật tử này hiểu luật của chư tăng và khiển trách chư tăng dạy người Phật tử này có phạm luật hay không, mà phạm nhẹ hay là nặng hay như thế nào, thì xin ngài hãy giải thích và ngài thí dụ. Chứ còn luật của chư tăng con không có nắm rõ, cho nên cái người Phật tử này thì họ nắm rõ về cái luật của chư tăng và họ khiển trách cái vị đó là như thế là không đúng, không đúng, không đúng. Thì con cứ nghe vậy thôi, con cũng không có dám nói. Nhưng hôm nay thì con xin ngài giảng để cho tất cả trong room những người Phật tử thường thuộc và chưa thường thuộc để hiểu rõ. Và con kính dâng đất đến ngài. Nam mô Bụt Thầy Giả, kính bạch chư tôn hành giả, kính thưa chư quý vị, con xin ăn mọi ngữ thì không có quyền khiến đó đồng sư. Nhưng mà thấy ông sư làm sai thì vô tìm cái vị trụ trì hoặc cái vị mà giống như sếp của ông cái vị đó đó, trình bày với cái vị đó. Thì khi mà trình bày vậy là chư tăng á, thì đó nghe người ta mới triệu tập chư tăng, là ta kêu cái vị đó lên hỏi, đó là chuyện của chư tăng. Mình là cần sinh nam, cần sinh nữ, không có quyền làm cái đó. Mình thấy chuyện trái tay gây mắt hoặc là phạm lực quá đáng gì đó thì mình chỉ cần lên nói với cái vị sư trưởng, sư cả hoặc sư trưởng trong đó, rồi cái vị đó họ mới triệu tập chư tăng rồi mời gì đó lên đây trình bày sao sao đó. Bởi vì trong 227 giới của tỳ kheo mà tụng hằng hai tuần lần đó, thì bảy cái điều cuối cùng gọi là thí samatha karana đó, tức là bảy cái điều để suy xét về cái sự phạm giới của chư tăng. Thì chỉ có chư tăng học luật mới biết là nên đem điều nào ra để hỏi như thế nào thế nào. Chứ còn mình thấy bên ngoài chưa chắc mình thấy đúng, mình nghe phong phanh là mình tưởng đâu mình biết thì chưa chắc. Dù là có biết chắc thì cũng không có quyền nói với một vị sư như vậy ha. Phải trình lên vô trong chùa trình lên ông sư cả trong đó đàng hoàng. Thần sư cả ông sẽ biết cái nhiệm vụ ông có thể làm như thế nào. Nam mô Bụt Thầy Giá. Nam mô Bụt Thầy Giá, và sa thú lành thai. Con đã thấy cô tu nữ tệ duyên, sa thú kính tri ân ngài rồi. Và một lần nữa, Nhật Quỳnh kính mời bằng tay quý vị về mời những câu chết chát ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ, không còn được bao nhiêu phút nữa đâu quý vị. Có thể được những cái thắc mắc của mình lên để ngày trong đó thì Nhật Quỳnh cũng học được rất là nhiều. Dạ, qua câu hỏi của quý vị, Nhật Quỳnh học cũng rất là nhiều. Dạ, bây giờ Nhật Quỳnh xin đọc cái câu của Pháp học. Dạ, xin phép Pháp học nha. Cho Nhật Quỳnh làm cho nó to ra một chút, mắt Nhật Quỳnh hơi bị kém. Kính bạch ngài, có phải tiếng Bali là tiếng của chư Phật
của hiện tại, Phật quá khứ và vị lai không. Nam mô Bích Tha giá, con kính nhân Bích Đánh Nhạc. Nam mô Bích Tha giá, kính bạch chư tông hiền giả, kính thưa chư quý vị. Tiếng Bali là Mu Lá Pha Xã, tức là ngôn ngữ gốc. Ngôn ngữ đó xuất hiện từ đâu? Đó là ngôn ngữ của Phạm Thiên. Vì vậy nên nhớ những cái vị mà đầu tiên xuất hiện trong thời tạo thiên lập địa trên đất này đó là Phạm Thiên. Chứ không phải là ai đó, mà nhớ là Phạm Thiên. Cái Phạm Thiên đi chơi xuống dưới này là cái thấy đồ, thấy đất đai gì em sụm, cái gì đó không biết, bỏ vào miệng thì nó làm cho cái ái nó phát sanh, thì ông tử liền sanh lại. Thì những cái lời nói của ông nó gọi là Mu Lá Pha Xã, tức là cái ngôn ngữ từ thời tạo thiên lập địa. Thì cái ngôn ngữ đó truyền cho tới những cái dùng mà chư Phật sẽ ra đời đó, mình nói là dùng, nghĩa là Machima Patesa đó, cái đó tùy theo ở đâu, tùy theo mỗi cái thời của Đức Phật, thì Đức Phật ngày xuất hiện ở cái dùng này, cái ngôn ngữ đó vẫn được xài, ngôn ngữ đó, đó. Mu Lá Pha Xã, Tam Tỳ Pha Xã, nó truyền vô tới đó. Thời truyền hồi xưa truyền vô tới những cái thành phố mà gặp Đức Phật thứ nhất, Đức Phật thứ hai, Đức Phật thứ ba, tới cái vị Phật Đức Thế Tôn của chúng ta là vị Phật thứ tư. Thì nó truyền cái mương, cái xứ mà nói cái ngôn ngữ đó nhiều nhất là Magatha, hay là cái ngôn ngữ của dân Magatha là Magathi đó. Thì Đức Phật, nghĩa là ngài có thể ngài không sanh ở Magatha quý vị nên nhớ, nhưng mà ngài phải đi xuống cái xứ đó để truyền giáo pháp. Đó. Ngài bỏ cái dùng của ngài, dùng của cái bộ tộc Sakya đó, ngài đi xuống với cái chỗ đó, đó để ngài hành đạo đắc đạo đó, là gì dùng cái ngôn ngữ đó. Đó, ngôn ngữ đó, ngôn ngữ đó xài rất là lâu. Thời sau này đó, khi có những cái vị mà họ muốn họ trình với ngài là xin đổi thành dịch từ tiếng đó ra tiếng Sanskrit đó, thì Đức Phật không cho. Rồi các cái nhà ngôn ngữ mà kết tập tồn tại, họ thấy nếu mà như vậy thì sau này không có cái người như Đức Phật để có thể duy trì được cái loại ngôn ngữ đó ra. Họ mới đặt ra một số điều kiện mình gọi là Vaya Karana, tức hay văn phạm đó, mình nói văn phạm cho nó dễ hiểu. Tức là phải nói như vậy, phải chia như vậy, phải làm như vậy, vậy xong đó. Thì cái ngôn ngữ đó, đó các nhà ngôn ngữ học thì đặt tên cho Pali. Tức là, nhưng mà thường thường quý vị nếu mà đi qua Thái, qua Miến Điện đó, họ không bao giờ học cái lớp mà ple Bali, nghe dịch Bali ra tiếng Thái hoặc dịch Bali ra tiếng Miến Điện cả. Họ đây là ngôn ngữ Magathi qua ngôn ngữ Miến Điện, hay là ngôn ngữ qua Magathi qua ngôn ngữ Thái. Thành ra khi mà họ đổi cái chữ đó gọi là Bali, họ mới định nghĩa chữ Bali là như thế nào. Mà chữ Bali đó có hai cách viết. Cách viết là Bali có chấm mà không có chấm mà. Mình nhớ đó, bởi vì trong tiếng, trong cái ngôn ngữ Bali nó có hai chữ ăn lời đó, ăn lời có chấm là không chấm, thành ra chữ Bali đó. Sau này người ta má công anh ta viết không có chấm, nhưng thì chữ Bali từ hồi thời xưa đó là các sách cũ thì có chấm dưới, có chấm dưới đó. Thành ra cái tiếng chữ Bali có chấm dưới, người ta mới định nghĩa chữ Bali đó như thế nào, tức là bút tháo quá trình ăn Bali ti tị Bali đó. Ngôn ngữ này duy trì được lời dạy của Đức Thế Tôn có tên gọi là Bali đó. Tức là sau này tất cả các vị tới cái vị Phật tương lai, tức là ngày Di Lạc, sau này ra ngày Maitreya, chứ không phải ngày Di Lạc. Ngày Di Lạc bụng bự không được, ngày Maitreya các bà mai tương tấu là bụng có bự được. Ngày xuất hiện thì ngày cũng dùng cái ngôn ngữ là Bali này nè. Nam mô Bồ Tát giả. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, cho con xin tín hiệu.
Dạ em cảm ơn sức Nhật Quỳnh. Dạ con có cái thắc mắc bệnh ngài Liễu Tông. Dạ những gì mà ngài nãy dạy con qua rồi, có nghĩa là con trình cho ngài hết những câu hỏi của con, thì ngài nói là nãy ngài nói con là ý ngài nói con là không được chỗ này thì thôi cũng được chỗ kia. Thì theo con nghĩ là nếu mình cảm thấy mình hết duyên thì thôi mình tự tìm cái duyên ở chỗ khác. Bạch ngài có nghĩa là lớp này không được thì lớp kia, hoặc là chùa này tu không được thì tu chùa kia. Mà nếu những cái chuyện gì họ làm trước mắt con thì thật ra thì cũng như là con nói thẳng những cái chuyện mà con không đồng ý những cái chuyện của họ làm thì như thẳng mực tàu thì đau lòng gỗ, thì con cộng nghiệp với họ, con chia cái nghiệp những cái gì họ làm. Mà nếu con nín thinh mà con để cho họ muốn làm gì họ làm thì tất nhiên là con cũng đã đồng tình cho họ cái việc họ làm, thì thôi thì cái điều tốt hơn. Con xin ý ngài cho con một lần cuối là thôi thì có nghĩa là ngài nói con thôi tẩu là thượng sách, phải không ngài? Dạ con xin dâng mít lại và dạ, con cảm ơn ngài và dạ, con kính chào tạm biệt quý thầy tràng. Dạ con xin xuống mít ạ. Nam mô Bồ Tát và kính bạch Thế Tôn và dạ, kính thưa chư quý vị. Mình nên nhớ đó, cái sự suy nghĩ của mình là một, cái lời nói mình là hai, cái hành động của thân của mình đó. Mình chưa làm là chủ nhân của cái lời nói, cái thể suy nghĩ, cái hành động đó được. Nhưng mà khi mình nói rồi, mình suy nghĩ rồi, mình làm rồi là mình là nô lệ của những hành động đó liền. Mà thường thường mình nói trong những trường hợp đó, chắc chắn là tâm mình đó là ác pháp. Mà mình là nô lệ của ác pháp là rất là nguy hiểm. Thành ra tốt nhất khi gặp những trường hợp bất bình như vậy đó, mình nói quán cái tâm mình có sự bất bình là mình quán cái nghiệp của mình, tại sao mình xấu chỗ nào mà sanh vào những cái cảnh này thôi. Còn cái chuyện làm của người ta đừng bao giờ lấy, không có gì đồng lõa đó. Đồng lõa là khi nào mình không nói chỗ đó mà nhưng mà phía sau lưng mình tán dương cũng được đó. Như vậy đó, thì đó mới là đồng lõa. Còn nay mình không có làm vậy đó. Mình chỉ lo cái tâm mình đừng để nó lọt vào ác pháp mà thôi. Rồi mình tìm cái chùa nào mà có tương đối đàng hoàng, nghĩa là giống như ấy, hoặc là cái rung nào vậy, thì mình tới đó để mình tiếp tục cái sự học hỏi giáo pháp của mình. Đó. Bởi vì thật sự ra họ làm bậy, họ đi địa ngục. Mình nhờ cho mình giận họ, tức là mình cũng đi địa ngục theo họ anh chí. Thấy không? Bởi vì không có cái tâm sân nào mà cho mình đi lên thiên đàng đó. Đó. Họ làm bậy kệ họ, chứ mắc gì mình sân họ. Đó. Mà thay vì có sân nữa, mình phải quan sát cái tâm mình đang có sân. Đó. Mình quan sát tới cái nghiệp của chúng sanh, quan sát tới cái nghiệp xấu người tốt của mình, thì cái đó là chuyện nên làm. Còn cái chuyện của họ không nên, đừng bao giờ dính dấp vào những cái chuyện như là thị phi tào lao vậy đó. Thành ra chúng tôi mới khuyên là tẩu di vì diệu pháp là vậy đó. Phương pháp hay nhất là chẩu. Chẩu là giọt á, chứ mình ở lại đó. Ở lại trước sau mình nó qua nói cho mình là con người, phiền não mình nó rất là nhiều. Mình ở lại trước sau thì mình không binh bên này, mình cũng binh bên kia, để làm gì? Đi lên không tốt hơn đi xuống à? Hay là sợ đi lên nè, không có bạn bè, bạn bè đi xuống hết, mình đi theo nó à? Thấy không? Nam mô Bụt Thầy vậy. Nam mô Bụt Thầy vậy. Dạ. Hoàng nhạc để cho dạ, để cho con ta dạ, Như Quỳnh xin phép pháp học và xin phép đạo tràng nha, cho Như Quỳnh đọc câu của Như Thật trước rồi Như mới coi mấy cái câu quý vị hỏi hay là có ý kiến nha, xin lỗi nha. Dạ mắt mình nhắc Như Quỳnh hơi bị chậm á. Dạ xin lỗi đạo tràng nha. Nếu mai Như Quỳnh có bỏ
sót câu hỏi nào xin quý vị hãy hãy nghe nhắc nhở cho Nhật Quỳnh dùm. Dạ, Nam Mô Bích Tha giá. Dạ, con xin đọc câu của Như Thật ạ. Thưa sư, theo lý duyên hệ, nếu nhãn xúc phát sanh, đồng sanh duyên với nhãn căn. Dạ, con xin kéo xuống. Màn hình con nó nhảy lung tung quá. Dạ, con xin đọc lại. Thưa sư, theo lý duyên hệ, nếu nhãn xúc phát sanh không đồng sanh duyên với nhãn căn, khi đó chỉ là một sát na danh khởi do duyên của cảnh tác động vào thần kinh nhãn, lúc bấy giờ có thể nói nhãn thức và nhãn xúc đồng sanh. Nè, đồng sanh không phải không như thật. Nam Mô Bích Tha giá và con kính dân bích đến ngày. Nam Mô Bích Tha giá kính bạch chê tôn hiện giả kính thưa chư quý vị. Mình nói nhãn thức nhãn xúc, nói đâu nói đồng sanh thì chắc chắn là nó không có nó không ấy rồi nha. Tại cái chỗ đó đó, nó có cái hai loại xúc, mình phải xác nhận nó có cái hai loại xúc, xúc xe danh và xúc sắc ha. Thì cái nhãn thức với cái nhãn xúc mình nói là nó đồng sanh, nghĩa là không có chính xác lắm, mà cũng nó sai thì không sai nhưng mà không có chính xác lắm. Bởi khi đồng sanh là tất cả các danh lúc đó nó đồng sanh, mà nó đi chung một lượt với một sát na sắc mà thôi, trong khi sắc nó là nó diệt rồi, nó đi với một cái tiểu sát na của sắc mà thôi. Bởi vì cái sắc chỗ đó đó, cái sắc mà sắc xúc cũng vậy, sắc vậy mà nó có một cái chu dài tới 17 sát na tâm. Là nếu mà nói cho đồng sanh là mình chỉ nói một sát na thì đúng, nhưng mà nếu nó một sát na là mình phải nhấn mạnh cho đó sát na đó là sát na danh chứ không phải là sát na của sắc. Sắc chỗ đó chỉ là một tiểu sát na mà thôi. Là khi mình nói vậy tức là mình chỉ nói một chuyện, mà thật sự ra đó cái nhận thức nó phát sanh được đó, nó cần tới một trăm mấy chục loại duyên hệ khác, duyên hệ duyên khởi khác nhau, chứ nó phải là một hai cái cái duyên hệ mình nói là đồng sanh hay là sanh, nó có một trăm mấy chục loại khác nhau đó. Tại quý vị học chưa hết cái tâm sở với sắc, chứ nếu học sắc chúng tôi sẽ liệt kê một loạt một trăm mấy chục cái loại duyên khởi duyên hệ khác nhau chứ như thế nào cho quý vị thấy đó. Chứ không phải nó không có dễ dàng giống như mình nghĩ đâu. Mình nghĩ cái này là mình nghĩ chơi, chứ mình nói thật sự là nó không có đúng nha. Nó đúng, bởi vì tại cái chỗ đó nó có cái danh lẫn, thì mình nói nó đồng sanh thì chỉ nói danh mà thôi thì được, nhưng mà nó có chứa cả sắc trong đó nữa, thì sắc thì lúc đó không thể nói đồng sanh được, dầu rằng nó cùng sanh một lượt nhưng mà không thể nói đồng sanh được. Cái chữ đồng sanh trong duyên hệ duyên khởi người ta chỉ cho cái sát na phát sanh mà thôi, sát na mới phát sanh mà thôi. Thế còn những sách nào sao đó nó khác nhau, nó tùm lum tà la chứ nó đâu có đồng sanh được. Còn ở chỗ đó mình nói đồng sanh là khi nào mình nói tới danh không á, mình hỏi danh không mà mình không nói sắc thì nó cũng trở lắc. Thành ra nói cái danh xong á thì nó đồng sanh thì nói được. Nhưng mà cái xúc đó có hai loại, xúc sắc và xúc danh. Thì mình phải xác nhận là xúc danh với nhận thức với gì đó có thể đồng sanh một sát na được, nhưng mà nó xúc sắc chỗ đó thì không được. Và xúc sắc là nó phát sanh trước đó rồi nó liên tục, mà chỗ đó một chùm sắc tới 7-8 loại sắc khác nhau nó phát sanh lần nó. Mấy cái này mình nói cái một cách phỉ phở như vậy, nhiều khi mình nói ngồi mình không biết mình nói gì, nên cái ráng khi nào học cho tới nơi chốn rồi hỏi ra nói chỗ này, chứ bây giờ chúng tôi giải thích quý vị cũng không hiểu, mà chúng tôi giải thích hồi chúng tôi cũng tào lao luôn. Nam Mô Bích Tha giá. Dạ, Như Thật ơi, Như Thật còn câu hỏi nữa phải không? À, còn chỉ câu hỏi em Như Thật còn một câu hỏi tiếp tục phải không? À, danh sắc rồi phải không? Nhật Quỳnh thấy một cái câu hỏi hình như của Pháp Học. Dạ, Nhật Quỳnh xin post là cái câu hỏi Pháp Học nha. Rồi nếu mà Nhật Quỳnh còn thiếu của vị nào thì nhắc nhở giùm Nhật Quỳnh để khỏi bỏ sót.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha. Dạ, không cần hỏi nữa hả? Vậy đủ rồi phải không? Đủ chưa Như Thật? À, Pháp Học ơi. Dạ, Pháp Học. Dạ, Nhật Quỳnh thấy Như Thật. Dạ, cảm ơn. Nhật Quỳnh xin đọc. Dạ, Nhật Quỳnh xin đọc câu hỏi của Pháp Học. Vậy ở trái đất khác Phật có dùng Bali này không ạ? Con rất tri ân Ngài. Nam Mô Bụt Tha. Dạ, con kính nhân bích đến Ngài ạ. À. Nam Mô Bụt Tha. Dạ, kính bạch chư tôn này. Dạ, kính thưa chư vị. Cái này thì mẫu biết rồi. Bởi vì Đức Phật cái quay lực của một vị Phật mà ra đó, tức là nó là cái ngàn tỷ chặt cái hoa lá, tức là cái ngàn tỷ vũ trụ chỉ có một vị Phật mà thôi. Cái ảnh hưởng một vị Phật tới nó rộng lớn như đó, thành ra trái đất khác là không có trái đất nào mà trong một ngàn tỷ cái thái dương hệ này đó mà có một vị Phật thứ hai đó. Còn tới cả chỗ nào khác thì trong kinh điển biết có hay không mà chúng tôi không thấy nói, nhưng mà chỉ biết một quả lực cũng vị Phật mà xuất hiện đó, nó có cả ngàn tỷ, nghĩa là xà hạ chặt cây hoa lá đó, nó bự dần dần như thế thì nó đâu phải dễ đâu. Nên cái chuyện này thôi, chứ ngoài cái sự hiểu biết của chúng tôi là một tài á. Online, con xin được đọc ạ. Kính bạch Ngài. Ngài Kinh hả? Dạ, học online ơi. Ngài Kinh là hỏi Ngài Liễu Tông hả? Hỏi vị nào vậy? À, kính xin hả? Dạ, kính bạch Ngài. Kính xin Ngài giảng cho con rõ vô ngã nghĩa là gì và tự ngã nghĩa là gì. Phải không học online? Nhật Quỳnh đọc có đúng không? À, hay là có sai chỗ nào thì chỉ cho Nhật Quỳnh đọc lại ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Tha. Dạ, dạ con kính dâng mít đến Ngài ạ. Nam Mô Bụt Tha. Dạ, kính bạch chư tôn hay giả, kính thưa chư quý vị. Từ ngã ra cái danh từ mình để trong Bali gọi là Atta. Ha? Là Atta. Chứ Atta đây thường mình dịch là ngã hay từ ngã vậy đó. Thật sự là nó có bốn nghĩa khác nhau trong từ điển Avita Nabba Thadika đó, thì nó có bốn nghĩa khác nhau, tức là chia tê ca quê sa pha quê trà sổ atta paramatta ni. Atta có bốn nghĩa là tâm, thân, thực tính pháp và đại ngã. Đó, cái chưa từ ngã không, nó có bốn cái đó. Trong đó thì họ cũng có thí dụ cho mình biết vô từ gọi là tâm là như thế nào. Ví dụ như quý vị hay nghe chữ tà sấm ma bà ni thí đó, tức là để tâm trong thiện pháp, hay là những cái gì khác như thị tân ô na thổ này kia trong đó, tức là thiện pháp là nơi nương nhờ của chúng sanh, cái đó là chỉ cho tâm. Hoặc là đôi khi đó có những cái nghĩa mà về thân thể, thường là chỉ thấy trong tầng lục chứ trong tầng kinh nó thấy trong tầng lục. Cái chữ trong tầng kinh hình như trong cái bài kinh gì đó có nghĩa là thân, tức là atthi atano natthi, thân này không phải là nơi nương nhờ của ta. Atthi atthi atano natthi đó, chữ atta đó là chỉ cho thân. Còn chữ Atta và Tây Atano Na Thổ đó thì chữ Atta cho đó là gọi là sự thật tánh pháp, tức là thiện pháp là nên nhờ của chúng ta. Đó là kể nói sơ về từ nghĩa. Còn chữ Anatta chữ vô ngã đó có bốn nghĩa khác nhau. Bốn nghĩa được ghi trong Sarattha Thibani. Hoặc là quý vị coi trong chú giải của bài Anatta Lakkhana Sutta, tức là bài kinh vô ngã tướng, trong chú giải cũng có giải thích. Thứ nhất là Awasa Watta Natta. Anatta có nghĩa là không chịu theo ý muốn của ai, tức không ai thể xa khiến được đó.
không ai thấy em muốn nói được cả. Chế thứ hai là a xả mí cà thả, nghĩa là vô chủ, tức là cái pháp đó không ai làm chủ hết. Xin lỗi vì mấy ngày nay cho nó gây nó sổ vậy. Cái thứ ba là sổn nhá tạc thạ, có nghĩa là không, tức là không phải của ta, không phải là từ không phải là của ta. Ừ. Rồi nghĩa thứ tư đó, tức là ạt tạ bà tị bà tịch khả bạch thạ, tức là nó ta có nghĩa là phủ nhận thiết tà kiến chấp theo ngã của nhóm ngoại đạo. Tức là khi ngoại đạo nó nói là nó có một cái trong cái đại ngã đại hồn nghiêm trọng đó, thì cái chữ vô ngã đây là để phủ nhận cái đó, phủ nhận cái đó. Thành ra nếu mà cái pháp nào mà nó có ba cái trạng thái, tức là nghĩa là không chịu thế muốn của ai, không ai là chủ nó, không phải của ta, không phải là ta đó, thì cái đó là nghĩa theo thực tính pháp của danh từ vô ngã. Còn cái nghĩa theo cái khác, tức là phủ nhận cái thiết tà kiến của ngoại đạo, chấp theo cái đại hồn đại ngã gì đó, khi nào mà chết thì người ta sẽ đi về cái nhập vô cái đại ngõ ấy gì đó, quý vị nó đọc trong cái đó thì ấy, tức là nó phủ định ha. Ở đây vô ngã thường là mình gọi phủ định cái ngã, nhưng mà mình nói phủ định cái ngã thì chắc chắn là nó không chính xác. Nhưng mà phủ định tất cả các pháp nào nó không chịu thế muốn của ai, như là cái pháp nào mà không có chủ, cái pháp nào mà nó ta cũng không phải, nó mà cô ta cũng không phải, thì cái đó là được gọi là vô ngã. Đó, nói đó là nói sơ sơ rồi thôi. Bây giờ người ta có câu hỏi nữa, gần hết giờ rồi ha, dòng cái gì hỏi được rồi, nghe hiểu được cả đó được rồi. Nam mô Bụt Thầy á. Dạ con thấy học online đã kính tri ân ngài rồi. Dạ con chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài. Dạ cảm ơn câu hỏi của học online. Dạ con thấy câu hỏi của pháp học, con xin hốt lên con đọc ạ. Dạ Phật Vị Lai, sao Phật Di Lạc có dùng tiếng Pali mình dùng bây giờ không ạ? Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ con kính dâng mít đến ngài. Nam mô Bụt Thầy giá, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư vị, sau này cũng dùng một cái loại ngôn ngữ giống như cái tiếng Pali mình xài đó, nhưng mà lúc đó mình không biết cái xứ đó là xứ gì. Cái tiếng Pali mình xài đó, cái tên của nó vào thời Đức Phật đó gọi là ngôn ngữ Magathi. Tức là quý vị nào bây giờ nếu muốn biết cái ngôn ngữ Pali mình tụng bây giờ với ngôn ngữ Magathi nó giống nhau như thế nào đó, quý vị nào có dịp mà đi qua Ấn Độ đó, tới cái tiểu bang Bihar. Tiểu bang Bihar tức là cái tiểu bang đó là hồi xưa đó là Magatha. Theo thống kê mới nhất của Ấn Độ thì nó ở đó giờ có khoảng 12 triệu người nói được cái ngôn ngữ đó. Đây là ngôn ngữ xưa, ngôn ngữ Magathi xưa đó, tức là bằng ngôn ngữ Pali của mình bây giờ đó. Thì bữa nào quý vị có dịp tới đó hỏi gì nào mà đọc được cái đó, đưa bài kinh chặt qua chuyện Pháp Luân hay bài kinh Vô Ngã kinh họ đọc cho nghe. Đọc có giá không? Thì sau này cái vị Phật Maitreya này nè, ngài cũng sanh ở cái vùng nghĩa là trung mắt chị má bà thầy xà đó. Thì lúc đó không biết cái chỗ đó không nói ngôn ngữ này mà không biết cái tên nó là gì, không chừng sau này cái tên nó là Việt Nam này, cái mình gọi là ngôn ngữ Việt Nam Mỹ không sao muốn chừng không? Nhưng mà nó y chang giống như cái ngôn ngữ mà cái thì bây giờ hay ngôn ngữ Bali bây giờ nó thì Phật tương lai sau này đó thì Phật Maitreya, Maitreya. Dù không biết chúng tôi không nhớ chú giải kinh nào có để giải thích kỹ về cái gì Phật đó sẽ ra đời. Vì nếu muốn tính thì dễ tính lắm. Cái bây giờ nếu 100 năm tục xuống 5 tục cho tới 10 tuổi rồi đi trội lên cho tới một ba tăng kỳ tuổi rồi lâu tục xuống tới 100 tuổi thì Phật này mới ra.
ngày sống được 80.000 năm. Phải đó. Đó, ngài cũng niết bàn giống như các chư Phật khác. Nam mô Bụt Thầy á. Dạ, sa thủ con thấy pháp học là kính tri ân ngài rồi. Dạ, Nhật Quỳnh chỉ làm bổn phận thôi, pháp học cứ yên tâm, cứ việc họ tiếp tục đi. Dạ, Nhật Quỳnh rất là cảm ơn những câu hỏi của quý vị. Để ngài trả lời thì Nhật Quỳnh được học hiểu thêm. Dạ. Con xin đọc câu hỏi của học online. Kính bạch ngài, kính xin ngài giảng cho con rõ cái gì dẫn dắt đi tái sanh. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, con kính dâng bích đến. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị, người dẫn dắt đi tái sanh tức là cái nghiệp mình tạo, cái nghiệp thì nó sẽ đưa tới cái quả của cái nghiệp đó, là cái các tâm quả, mà 19 cái tâm quả gồm 2 tâm Santirana vô nhân, 8 tâm đại quả và 9 tâm quả đáo đại. Và 19 cái tâm đó nó xuất hiện đầu tiên trong cuộc đời của chúng sinh nào thì cái đó gọi là tâm tái tục, tức là tái sanh đó, tức là mình gọi là kiết sanh thức đó. Thành ra khi cái tâm đó nó là cái tâm quả mà nó do cái nghiệp nào trong quá khứ. Thí dụ nghiệp trong quá khứ là mình làm bất thiện thì khi mình nhắm mắt cái tâm đầu tiên xuất hiện đó gọi là tâm tái tục hay là kiết sanh thức đó, nó là cái tâm cuối cùng của cái 7 cái tâm quả vô nhân. 7 tâm quả vô nhân là quả của bất thiện đó, 7 tâm quả bất thiện vô nhân đó. Nếu vậy nào học với kinh Midinda sẽ hỏi, bữa nào học hỏi cái tâm đó tâm nào hỏi ông chỉ cho, thì cái tâm đó xuất hiện ở 4 đường ác đạo đó, tại mình làm ác, thành ra đó là cái pháp dẫn chúng sanh đi tái sanh. Còn nếu mình làm việc đi với 4 tâm đại thiện mà ly trí, 4 tâm đại thiện ly trí mà ít năng lực, tức là tam tư hay tứ tư nó không có nhiều năng lực đó, thì khi mà nó cho cái quả trong cái thời tái tục đó, thì gọi là cái tâm phía dưới, tâm sanh đi ra ná, tức là quả thiện, tâm quả thiện sanh ở 2 cõi, tức là cõi người và cõi tứ đại thiên dương, là người mắt mù tai điếc. À. Hoặc là mình làm bình thường mình bố thí trì giới với 4 cái tâm đại thiện, nếu 4 tâm đại thiện hợp lý, nếu mà có năng lực thì mình được sanh về 7 cõi dục nè, 7 cõi dục nghĩa là dục lạc, tức là cõi người, 6 cõi trời đó, làm người phạm nhân người phạm nhân đại khái vậy, mình đắc thiện lên trên thì cái hành động đó là hành động mình gọi là cái nghiệp đó, tức là tâm sở tư đó, ở trong một trong các tâm bất thiện, hoặc là tâm sở tư ở trong các tâm đại thiện, hoặc là tâm sở tư ở trong các tâm thiện. Khi mà nó có điều kiện nó cho quả thì nó cho quả 19 cái tâm tái tục, đó là danh sắc tái tục. Còn nếu quý vị nào mà đắc tứ thiện rồi chán cái danh quá đó, rồi hành cái đề mục gọi là sảnh gia quý ra khá vào và na, đắc ngũ thiền thì được sanh về cõi vô tưởng đó. Tiếp tục vậy thì cái đi rõ ràng dẫn dắt tái sanh, tức là cái nghiệp của từng chúng sanh, khi nó có cơ hội cho quả thì nó trong cái thời mà tái tục đó, thì nó cho quả, được gọi là tái sanh. Còn nếu bình thường thì tùy theo, bình thường thường nhất thì mình cũng làm nghiệp đó. Bởi vì khi mình làm nghiệp nó có 7 cái sanh na, nó có thể nó cho trong thời tái tục hoặc trong thời bình nhật cũng chừng, tùy theo. Thành ra mỗi lần mình làm vậy đó, tức là cái hành động mình đó, nó là cái nhân để đưa mình đi tái sanh, hay là mình gọi nghiệp dẫn dắt chúng sanh đi từ cõi này sang cõi khác. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị,
tất cả phước báo phát sinh do sự pháp thoại trong ngày hôm nay. Trên này là mối duyên lành để tất cả chư tôn hiện giả cùng các sinh nam và sinh nữ trong đạo tràng này có cơ hội để chấm dứt các ác pháp ngủ ngầm nơi tâm ngay trong kiếp sống này. ภาวะตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพะเดวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสดาโสติภวันตุเตภาวะตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพะเดวตาสัพพะธัมมานุภาเวนะสดาโสติภวันตุเตภาวะตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพะเดวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสดาโสติภวันตุเต đã từ bi giảng giải những câu hỏi trong đạo tràng chúng con để chúng con tiến gần đến lời dạy của Đức Thế Tôn và để chúng con tu tập để được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Và Ngài cũng đã thấy trong đạo tràng không có quý sư nên Ngài đã chúc phúc cho đạo tràng luôn. Dạ, chúng con thành kính dân quả phước mà chúng con đã tạo được đến với quý Ngài, nhất là Ngài Liễu Tông, cầu mong phước này trợ duyên quý Ngài an vui trong đời sống phạm hạnh, thân tâm luôn an lạc, thành tựu đạo quả y như ý nguyện. Nam mô Bích Tha. Dạ, dạ Ngài đã chúc phúc rồi. Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng cùng với Nhật Quỳnh sám hối sau đó, sám hối sau khi thính pháp và sau đó thì xin hồi hướng luôn ạ. Nam mô Bích Tha. Dạ. Uất tâm ăn ghê na quanh đê hăng ba đã phẳng xung và ruột tâm ăn buộc thể vô khá đi tổ đô sơ buộc thâu khả mà tu tăng mà măng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần di chân Đức Phật là đấng chi tôn chỉ thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xa tội lỗi ấy cho con. Uất tâm ăn ghê na quanh đê hăng thẩm manh cha đưa quy thăng và răng thẩm mê vô kha li tô đổ sô thẩm mô mà tu tăng mà măng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uất tâm ăn ghê na quanh đê hăng sẵn thanh cha đưa quy thô tâm ăn sẵn khề vô kha li tô đổ sô sẵn khô khả mà tu tăng mà măng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo đà phạm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xa tội lỗi ấy cho con. Dạ ni tha phụ ta ni sa ma ga ta ni phụm ma ni qua ya ni qua anh ta lịch khê ta ta ga tăng đê và ma nu su bu chi tăng bồ tăng nam ma sa na su vát thì hộ tu gia ni tha phụ ta ni sa ma ga ta ni phụm ma ni qua ya ni qua anh ta lịch khê ta ta ga tăng đê và ma nu su bu chi tăng tham mang nam ma sa na su vát thì hộ tu gia ni tha phụ ta ni sa ma ga ta ni phụm ma ni qua ya ni qua anh ta lịch khê ta thả ga tăng đê và ma nu sư bố chi tăng sẵn khăn nam ma sa na sư qua thì hô tu hạng phu tá nào là chữ thiên ngự trên địa cầu hoặc hạng phu tá nào là chữ thiên ngự trên hư không mà đến hồi hộp nơi đây xin đồng cùng chúng tôi làm lễ chư Phật là các đấng giáo chủ đã được chân quả giống nhau mà chữ thiên cùng nhân loại thường hay cúng dường cầu xin được phát sanh thành lợi. Hàng khu tá nào là chữ thiên ngự trên địa cầu hoặc hàng khu tá nào là chữ thiên ngự trên hư không mà đến hồi hợp nơi đây xin đồng cùng chúng tôi làm lễ các pháp đã có giống nhau mà chư thiên cùng nhân loại thường hay cúng dường cầu xin được phát sanh thành lợi. Hạng phu tá nào là chư thiên ngự trên địa cầu hoặc hạng phu tá nào là chư thiên ngự trên hư không mà đến hồi hợp nơi đây xin đồng cùng chúng tôi làm lễ chư tăng đã có giống nhau mà chư thiên cùng nhân loại thường hay cúng dường cầu xin được phát sanh thành lợi.
akatha cha pumma tha đệ và na ga ma he thi ca bốn nhân nô anu mô đan thì chỉ rằng được thanh từ xa xa năng akasatha cha pumma tha đệ na ga ma he thi ca bốn nhân nô anu mô đan thì chỉ rằng được thanh tu nô ga ru akasatha cha pumma tha đệ và na ga ma he thi ca bốn nhân nô anu mô đan thì chỉ rằng được thanh tu nha tại vô akasatha cha pumma tha đệ và na ga ma he thi ca bốn nhân nô anu mô đan thì chỉ rằng thanh tu ba ni nô akasatha cha pumma tha đệ và na ga ma he thi ca bốn nhân nô anu mô đan thì chỉ rằng được thanh tu nô sa đa chư thiên ngự trên hư không mà địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều long vương thần lực có nhiều động sinh hoan hỷ phước điều chúng con hộ trì Phật giáo tăng bồi các bậc thầy tổ an vui lâu dài viên thuộc tránh khỏi nặng tai chúng sanh được hưởng phước dài bệnh lâu chúng con vui thú đạo màu tu hành tinh tấn ngọ hầu vô sanh. Nam mô Bích Tha Dạ, chúng con thành kính đảnh lễ dân quả phước mà chúng con đã tạo được do học pháp, thính pháp, thảo luận pháp, đánh giới chư thiên hộ trì chánh pháp, cầu mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ độ cho pháp Đức Phật Gotama tròn đủ 5000 năm. Chúng con cũng kính dân quả phước này đến với tất cả chư thiên phạm thiên sắc giới, chư thiên dục giới và tất cả chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới Sa Bà, nhất là vua trời Đế Thích cùng tứ đại tiên vương, tất cả chư thiên chúa Diêm Vương và tất cả chư thiên xung quanh nơi đây, chư thiên xung quanh những ngôi chùa chư tăng ni hiện diện trong Phật giáo truyền, nhất là chung quanh chùa Pháp Vân, chùa Đạo Quang, chùa Ngọc Đạt, chư thiên chung quanh nhà chư Phật tử hiện diện trong Phật giáo Nam truyền, cầu mong quý ngài hoan hỷ thọ nhận phần phước này. Sau khi các ngài thọ nhận rồi, xin hộ độ chư tông đức pháp thể thinh năng, bồ đề tâm kiên cố, đạo quả sớm viên thành, và cũng do quả phước này trợ duyên chúng phát sanh trí tuệ để chúng con tu tiến sớm đạt đạo quả giải thoát. Cuối cùng chúng con xin chia quả phước này đến tất cả chúng sanh ba giới bốn loài, xin hãy hoan hỷ thọ dụng đồng đều nhau cả thảy. Ý đăng quân nhân nipanasabat cha vô hô tu, ý đăng quân nhân nipanasabat cha vô hô tu, ý đăng quân nhân nipanasabat cha vô hô tu. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân chính nhất là ngài Liệu Tông, quý ngài đã quan lâm vào rung chứng minh cũng như giảng dạy cho chúng con học những câu Phật ngôn để chúng con được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Chúng con thành kính đảnh lễ dân quả phước mà chúng con đã tạo được đến với quý ngài, cầu mong phước này trợ duyên quý ngài an vui trong đời sống phạm hạnh, thân tâm luôn an lạc, thành tựu đạo quả y như ý nguyện. Kính cảm ơn quý bà, quý cô tu nữ, quý sư cô, quý cô chú anh chị em đạo hữu đã vào đạo tràng thính pháp thảo luận Phật pháp hỗ trợ đạo tràng, nhất là giữ đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh trong lúc ngài Liệu Tông thuyết giảng. Con xin thay mặt ban điều hành trung Phật giáo Nam truyền thành kính đảnh lễ cung thịnh chư tôn đức tăng ni, kính mời quý anh chị em đạo hữu ngày mai quan lâm vào rung theo giờ thường lệ là 3:30 sáng giờ Việt Nam. Trong quá trình chúng con phục vụ rơm với nhiều điều sơ thất, con thành tâm sám hối với Tam Bảo, thành tâm sám hối với chư Đôn Đức Tăng Ni, cầu mong quý ngài từ bi hoan hỷ hỷ xả cho con. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ tri ân quý ngài. Nhật Quỳnh kính cảm ơn tất cả đạo tràng, quý anh chị em đạo hữu đã hỗ trợ cho rơm Phật giáo Nam truyền được hoàn mãn tốt đẹp. Nam mô Bích Tha Dạ, con kính chúc quý ngài. Nhật Quỳnh kính chúc quý anh chị em đạo hữu luôn được an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama. Nam mô Bích Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Dạ con xin phép được xuống mít để trong ban điều hành chúng con để bài hành kệ hạnh phúc kinh, và sau đó chúng con cũng xin phép được khép cửa rung. Kính chào tạm biệt đạo tràng.